số khổ. Cuộc đời đâu phải xiên ngầu nên đâu thể mà cố độ. Vì nghèo khó tiền không đủ lo nên học thức cũng không được cao. Phải bỏ học từ nhỏ, cánh cửa trường đời tôi bước vào. Mọi thứ trở nên khá là tồi tệ. Mỗi ngày là một bi kịch tương lai dần tối trên lối về. Có người chà đạp, có người khinh rẻ, có người coi thường tuổi thơ chẳng như bao đứa trẻ. Nhưng gia đình vẫn còn đó là động lực tôi bước qua. Dù có bao sóng gió nhiều vào cảm phía trước ta, mà thân là con gái có chân yếu và tay mềm, trở nên gai góc với bao thử thách không êm đềm. Có nhiều mơ ước với thành nhạc tỷ ở trong tay. Con đường sỏi đã phải bước ý chí không lung lay. Khi đã khá hơn ý nguyện của mẹ vẫn chưa thành, là muốn con cắp sách đi học để đem tấm bằng về ghi danh. Má, má làm gì vậy? Sao má không ở trọng nghỉ mà ra đây làm chi? Tại má thấy quán đông thì má tính ra phụ con chút mà. Con nói má hoài luôn á, con sợ bỏ má trong nhà không có chăm được nên mới mang má ra đây. Má mà còn vậy nữa mà con không cho má ra đâu á. Thôi mà con, bưng có mấy ly nước à, coi như là tập thể dục đi tới luôn cho nó khỏe. Chứ giờ con bắt á, má ngồi trỏng mình hả, thét rồi á, má chịu không nổi luôn á. Đó, chóng mặt nữa phải không? Ừ. Thôi để con đỡ mới vô nghỉ. Còn tầm tiếng nữa mới tới giờ uống thuốc. Thôi vô nhà nha, ngoan con thương. Cái cô này tét rồi cô làm tôi như là con nít vậy. Má là con nít của con mà. Thôi con nít đi vô, chị người lớn bán nha. Thiệt tình à, chị không nổi cô luôn á. Đó nè, tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, khi mà tao đang nhậu á mày đừng có làm phiền tao. Sao mà cái mặt mày dày dữ vậy hả? À, anh ơi em xin anh, mà con mình đang bệnh ở nhà, anh cho em chút tiền để em đem nó đi bệnh viện đi anh. Đi giúp mẹ mày đi, con ơi đứa con à, mai cái này mốt cái nọ, nó bệnh hoài vậy tiền đâu tao chữa cho nó. Nè mày coi nó chết được á, kêu nó chết mẹ đi hả? Em nói thật mà anh không tin thì anh đi về nhà xem đi. Buông ra, tao nói cho mày biết, cái loại đàn bà như mày làm được cái tích sự gì không hả? Lấy mày về xong là sáng mày xin tiền chợ, chứ mày xin tiền sữa. Bây giờ mày còn đòi tiền thuốc của tao nữa hả? Tao là cái máy in tiền của mày hả mày hả? Nói anh gái gú bên ngoài tôi coi như không nghe không thấy không biết. Bây giờ con đang nằm bệnh nhà mà anh cũng không ngó ngàng tới. Anh còn phải là con người không hả? Con chó cái này, hôm nay mày dám lên mặt dạy đời tao nữa hả? Bạn gan hùm đúng không? Tao cho mày biết thế nào là gan hùm á. Mày là con nhỏ nào hả? Anh là đàn ông mà anh đánh phụ nữ vậy hả? Huống chi đây là người phụ nữ của anh. Người phụ nữ của tao thì sao? Nè, nó xài tiền của tao mỗi ngày đó, bây giờ tao đánh nó một hai cái liên quan gì tới mày hả? À, còn mày thích nhiều chuyện không? Cái loại đàn ông nhẫn tâm vô nhân đạo như mày sống gì cho chặt đất vậy? Tao nói cho mày nghe nè, cái loại đàn bà như mày á nè, đái còn không qua nổi còn cỏ nữa thì xen vô chuyện người khác làm cái gì. Còn mày á, thích xen vô chuyện của tao không hả? À, thích xen lắm đúng không? Bỏ tao ra! Mày co mày đứng lại! Bỏ tao ra tao kêu cô mau mày luôn á! Mày học được một chút nghề rồi mày quýnh đàn bà vậy hả mày? Đưa lên phòng đi! Mày ngon mày ở lại chung lâu với tao nè! Chị đi qua đây với em! Chị qua đây với tôi đi! Để mọi người dẫn nó lên phường! Chuyện của chị quan trọng hơn nè! Con bé sao rồi? Em đưa nó đi trạm xá rồi! Bác sĩ nó bị sốt sơ vi! Mà nhà mẹ đẻ em thì ở xa quá! Em không có cách nào khác, nó phải đi tìm chồng em. Thôi được rồi, bình tĩnh đi. Nè. Đây là số điện thoại của tôi. Chị cầm tiền này lên lo cho cháu trước đi, rồi mình tính sau. Nhưng mà em với chị đâu có quen biết nhau, không được đâu. Cái chuyện tôi với chị quen nhau quan trọng hay là con của chị quan trọng? Quán cơm của tôi ở đây nè, vì chị lo cho nó đi, rồi có gì mang xuống trả cho tôi sau cũng được. Nhưng mà em... Nhưng nhị cái gì nữa, đi lo cho nó đi. Em cảm ơn chị nhiều nha, em cảm ơn chị nhiều lắm. Em sẽ quay lại trả chị, em cảm ơn được chị. Được rồi, đi nhanh lên đi. Đi đi.
Chị ơi, cho tôi diễn mì xào nha. Ủa, Bảo hả? Đợi tôi xíu. Wow, hấp dẫn quá. Có không nè? Cảm ơn bà nha. Sao nay tới sớm quá vậy? Thì tại tôi đi công việc, sẵn ghé qua ăn rồi tôi đi luôn. Ủa, mà má Thục sao rồi, khỏe chưa? Má cũng khỏe rồi nhưng mà còn hơi yếu. Cũng may ghê á, hôm đó mà không có ông chắc tôi không biết giờ má làm sao nữa. Bà sao vậy chị? Tôi với bà là bạn bè bao nhiêu lâu rồi? Sao lúc nào cũng khách sáo tôi hết vậy? À, bà còn có chuyện đi học bổ túc lại á. Bà tính tới đâu rồi? Tôi chưa nghe bà đá động gì tới luôn á. Thì ông thấy đó, má cứ bệnh lên bệnh xuống hoài à. Vừa rồi còn bị tai biến nữa. Để má một mình tôi không có yên tâm. Rồi còn buôn bán nữa. Thời gian đâu mà đi học. Thiệt là tôi khổ với bà ghê luôn á chi. Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, bà cứ lo xa hoài. Má Thục á thì cứ để qua nhà chơi với má của tôi. Bà đi học có một buổi à, rồi về bán tiếp, có khó khăn gì đâu. Tại bà không muốn á, nên lúc nào cũng e dè hết chuyện này cho những khác, đúng không? Chị ơi, tiền tiền. Ờ, tới liền. Thôi ông ăn đi, tôi tính tiền cho người ta đã. Lúc nào tôi đề cập cái chuyện này á, bà cũng đánh chống lãng, kiếm chuyện khác hết á. Thôi, đi tính tiền cho người ta đi, rồi qua đây tính cho tôi luôn, tôi còn đi công việc nữa. Ăn đi, đừng có nhiều chuyện nữa. Cảm ơn em. Tụi mày uống gì? Gọi đi. À, cho em một ly cà phê sữa. Em cũng vậy luôn chị ơi. Em cũng vậy luôn. Ủa, mà tụi nhỏ ăn chưa tới nữa hả? Tao cũng không biết nữa. Bảo tao là đi mua gì đó. À, mệt với bọn gái rất bệnh ghê á. Sao Ghi nhắn tin, em không trả lời. Gọi em mất tiền. Đọc được tin nhắn anh em chạy ra đây liền nè. Ủa mà sao hôm nay anh ra sớm vậy? Được nghỉ tiếng hả? Hôm nay thầy đi học nên là được nghỉ tiết này với tiết sau. Ồ, sướng quá à. Trả bù cho em gì hết trơn. Sướng gì mà sướng. Hôm qua em cũng được nghỉ tiết rồi còn gì. Thì sao không được nghỉ hôm nay luôn? Hôm nay vậy mà hôm nay. Thì được nghỉ với anh nè, rồi được đi chơi với anh nữa. Thôi, đừng nhõng nhẽo nữa, vào học đi. Học xong, nhìn tụi em đi xem phim ha. Chiều nay em có hẹn với bạn rồi. Bạn nào? Một người bạn cũ thôi à. Có chút chuyện riêng nên cần gặp giải quyết một tí. Có rắc rối gì không em? Dạ không. Em đọc chút rồi về à. Vậy được. Vậy khi nào về thì bảo đi sang đón em về. Dạ, vậy cũng được. Em vào học đi. Dạ, vậy em vào học nha. Bye bye. Ê Kinh, sao tao thấy mày với nhỏ đó sao sao quá. Sao là sao mày? Thì tính mày gan lắm mà. Sao lúc nãy nó nói đi gặp bạn mà mày không hỏi gì hết trơn vậy? Bạn đó xinh nên là tao quen thôi, chứ tao chưa đủ tin tưởng để đặt hết tình cảm vào. Ủa, với mày như thế nào mới đặt hết tình cảm? Tao cũng không biết nữa. Nói chung xưa giờ tao chưa một lòng một dạ với ai hết á. Tao không tin tưởng được.
Tao thấy cái kiểu tình cảm này nó cứ giả giả làm sao ấy. Không biết bao giờ tao bị cấm sừng nữa. Nên thôi, quen cho vui vậy thôi. Coi bộ cũng hay à. Chắc tao phải học hỏi mày nhiều. Thôi bì ơi, mày ế lòi ra có con là thèm đâu mày đặt học với cha hỏi. Ừ, tao ế. Chắc mày thì không à. Ờ, hai cái thằng này. Cảm ơn. Ủa, mà tao thấy nhỏ anh cũng dễ thương, tốt tính. Đeo mày cũng 3-4 năm rồi. Tao nghĩ chắc nó cũng chung thủy đó. Sao mày không quen đi? Đỡ phải mất thời gian. Tao cũng không biết nữa. Nhiều lúc nản nản thì cũng muốn quen An á. Nhưng mà cảm thấy cứ ra lạ làm sao ấy. Thằng lạ mày. Mấy cái đứa mày quen thì mày lại nói là chơi chơi không yêu. Còn cái đứa đeo dính mày á thì mày lại nói là kiểu xa lạ. Tao cũng bó tay mày luôn á. Tại tao thấy Hoài An và những bạn tao quen á kiểu còn con nít lắm. Suốt ngày đòi hỏi, mà hỏi chút là giận. Cũng chẳng bao giờ để tao tự nguyện tặng quà nữa. Nói chung lại không có chừng trạc ấy. Vậy là những lúc mày tặng quà toàn bị ép buộc hả? Cũng không hẳn là như thế. Nói sao nhỉ? Ví dụ nha, khi mà tao yêu á, tao muốn tự tay mua quà xong rồi tặng cho các bạn. Nhưng mà các bạn toàn dắt tao đến, bắt tao mua những cái mà mấy bạn thích, chả có ý nghĩa gì hết. Nên đang quen thì tao mua cho vui thôi. Ê mày, gu yêu nó mặn quá. Mặn là sao mày? Tao hiểu ý thằng Cường nè, mày biết sao mặn không? Tao không biết. Muốn nói gì thì nói luôn đi. Thì mấy đứa con gái bây giờ, đứa nào chả vậy. Muốn quen một người chân chạc, mà mày thì ngược lại. Nên tao nghĩ mày quen những người tầm tuổi cỡ má mày thì mới chân chạc được. Hai thằng tào lao này, nói gì vậy? Tao chọc mày cho vui thôi. Chứ tao góp ý nè, nếu mày muốn quen những người chững chạc, biết suy nghĩ thì mày nên quen những người lớn tuổi hơn mày một tí thì họ mới trưởng thành trong suy nghĩ được. Chứ mày toàn quen mấy đứa nhỏ nhỏ, nó đòi hỏi là đúng rồi. Tao thấy nó nói đúng á, giống như chị dâu tao nè, lớn hơn anh tao tới 8 tuổi mà sống hạnh phúc lắm. Bà lo cho ổng từng ly từng tí, bây giờ ổng sướng như vua vậy đó. Tao nói vậy thôi, sao tao quen mấy bạn lớn tuổi hơn được. Quen xong gọi nhau là chị em à. Thôi, tao chả muốn làm em của ai đâu. Mẹ tao nói ghét của nào trời trao của đó nha mày. Tụi mày im đi. Gọi cho An xem đến đâu rồi, sao lâu quá vậy. Ê, tụi nó tới rồi kìa. Hello. Hello, xin lỗi kia nha. An đi mua đồ mà chuyển động nên là hơi lâu. Không sao, ba ngủ gì gọi đi. Cho em đi như cũ nha chị ơi. Mà chiều nay mình được nghỉ tiết á, hay là tụi mình đi đâu chơi đi? À, nhưng mà đi đâu bây giờ? Hay là mình đi ăn cái gì đi? Thôi tao lại mày, suốt ngày ăn, ăn, ăn. Hay Phương Ly thích ăn vậy, hay là tụi mình đi ra công viên ăn vặt đi? Điểm cũng đi. Được đó. Yên ơi, đi nha. Yên sao cũng được mà. Yeah, sắp được đi ăn rồi. Thôi mày tém tém lại đi, mập như con heo vậy đó. Ế bây giờ. Tôi đã nói với anh, đừng làm phiền tôi nữa rồi mà. Anh thấy đó, bây giờ tôi đã có bạn trai rồi. Anh cứ làm phiền tôi như vậy, bạn trai tôi sẽ hiểu lầm đó. Anh xin lỗi, anh không cố ý làm phiền em. Hôm nay anh hẹn em ra đây để nói là tạm biệt. Vì gia đình anh sắp chuyển ở nơi khác hả? Gia đình anh định chuyển đi đâu? Gia đình anh ra Hà Nội. Linh, em có thể cho anh ôm em một lần cuối được không? Ginh!
Thì ra cái chuyện lúc sáng em nói là chuyện này á hả? Anh ơi, anh em giải thích. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Gin, mày có biết Gin ghét nhất là cái thể loại gì không? Là cái loại giống như mày á, bắt cá hai tay, đã có người yêu còn dây dưa với người yêu cũ. Tốt nhất là mày nên tránh xa Gin ra đi. Mày bị đá rồi. Ê, có chỗ trụ kia, vào trụ tí đi. Tự nhiên trời lại mưa, bực ghê. À, xui thiệt á. Đúng rồi đó, lâu ngày mới được đi chơi. Sao nhìn Kim có vẻ buồn quá vậy? Đừng có nói vì chuyện của nhỏ Linh nha. Trước giờ Kim quen ai, có bao giờ thấy Kim buồn vậy đâu. Mình làm gì có buồn, mình chỉ bực mình thôi. Đúng là con gái trên đời này chẳng tin được ai hết. Sao tự nhiên Kim lại qua đổ cả nắm vậy? Hoài An có phải là người như vậy đâu. Con gái trên đời này chả tin được ai hết trừ Hoài An. Vậy sao Gin không thích Hoài An vậy? Con gái trên đời này không có ai tin được mà Gin lại quen, còn Hoài An thì Gin không thèm ngó tới gì hết trơn á. Đâu phải là Gin không ngó tới An đâu, chỉ là Gin thôi bỏ qua đi. Hoài An không có làm khó Gin đâu. Tại vì Hoài An tin là sẽ có một ngày Gin sẽ thích Hoài An thôi à. Hình như là mọi người gọi xe rồi đó. Mình đi nha Gin. Đi nha. Má, mau uống thuốc đi. Tí á, uống hết thuốc xong rồi lên phòng nghỉ ngơi đi nha. Nằm từ sáng giờ rồi, con cho má ngồi đây hóng gió một chút đi. Ở riết trong phòng á, má không có thấy mặt trời đâu hết á. Con kêu má nằm nghỉ, má không có chịu nằm nghỉ. Cứ hết lục cái này làm, rồi lục cái kia làm, suốt cả ngày luôn á. Mấy chuyện nhỏ thôi mà, má phụ con được cái gì á thì má phụ. Cho con đỡ cực. Con có cực cái gì đâu má. Bao nhiêu công việc má dành làm hết rồi, con rảnh rỗi hả? Con bực bội dữ lắm. Chi nè. Con đi học lại đi. Hồi đó nhà mình nghèo, má không có lo cho con tới nơi tới chốn được. Còn bây giờ nhà mình cũng đỡ rồi. Cái ước mơ đi học của con á, thực hiện được rồi đó. Thôi mà má, bây giờ con cũng lớn tuổi rồi, đi học cũng đâu có được cái gì đâu. Với lại con thấy á, ở nhà kiếm tiền còn sướng hơn nữa. Con là con của má mà, không lẽ má không hiểu tâm tư của con. Con cũng vì má mà con cực khổ nhiều rồi. Bây giờ phải đến lúc là con nghĩ cho mình chứ. Bao nhiêu tuổi mà học không được. Má thấy người ta hả, 60-70 tuổi còn đi học nữa. Huống gì á, con gái của má nè còn trẻ lắm đó. Má biết là con lo cho má. Má tuy lớn tuổi rồi nhưng mà má tự lo được. Với lại con đi học có một buổi à, còn bên nhà thì có cô Sáu lo rồi, con ngại gì nữa ha. Thôi được rồi. Đi học thì đi học, nhưng mà con có điều kiện đó. Điều kiện gì? Con nói đi. Điều kiện gì má cũng chịu hết á. Điều kiện là má phải nghe lời con, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Khi nào má hồi phục thì con đi học. Má chịu không?
chịu. Bây giờ má uống hết thuốc nè, cái má vô má nghỉ cho nó khỏe. Mà hứa là được là phải làm được nha. Rồi con hứa. Má uống hết rồi nè. Vậy con về má vô nghỉ nha. Thôi để má đi được rồi. Bây giờ con coi cái gì đó con làm cho hết đi rồi con còn ra quán nữa. Má đi mình được. Má vô nghỉ nha. Ừ. Nhớ đó, hứa với tôi rồi đó nha. Rồi con biết rồi. Ê cái bà kia, đứng lại. Đụng trúng người ta, không biết xin lỗi. Chị đụng trúng người ta, còn đòi định sách đích đi, không nói không rằng hả chị? Mấy đứa giỡn mấy đứa té vô chị. Chị không truy cứu gì thôi. Mấy đứa còn tính làm khó ngược lại chị nữa hả? Ủa, bà đụng trúng người ta thì bà lo xin lỗi đi. Đằng này, thái độ xem thường. Bỏ đi rồi còn nói tụi tôi làm khó nữa hả? Chứ giờ mấy đứa muốn sao? Coi kìa, có cái mặt của bả kìa. Có lỗi không biết xin lỗi, còn tính làm giọng mẹ ngược lại nữa hả? Chị thấy mấy đứa hơi quá rồi đó. Ok, mấy đứa muốn truy cứu đúng không? Ở đây có camera an ninh nè, đem lên phường đi rồi mình giải quyết. Tao thấy hay là thôi đi tụi mày. Sao, có đi không? Không đi chị đi ạ. Thôi, tao thấy lúc nãy nó lỗi của tụi mình thiệt mà. Tụi mày tự nhiên làm căng chi. Ủa? Hồi nãy á, bà kêu ở đây có camera an ninh. Đâu? Ờ ha. Khu này làm gì có camera an ninh? Ủa? Lạ lùng. Khu của mày mà mày không biết. Tại hồi nãy bảo hủ ở đây có camera an ninh. Tao sợ quá nên quên chứ bộ. Tức thiệt á. Tao mà gặp lại bả, tao không để yên cho bả đâu. Vậy thôi, đi. Ồ, đi. Ê, thầy Bảo đang nói chuyện với ai kìa tụi mày? Khỏi lo nữa. Giờ tất cả mọi thủ tục đã xong hết rồi. Ngày mai là có thể đi học được rồi đó. Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn ông nha. Mà sao tự nhiên ông đóng tiền học phí cho tôi làm chi vậy? Tôi đã nói với bà rồi. Một khi mà bà đã quyết định đi học trở lại thì tôi sẽ giúp đỡ bà hết mình. Chán ghê á. Làm như tôi không lo nổi vậy á. Thôi vô dậy đi, tôi đi về. Rồi à, mà ngày mai có muốn là tôi qua rước bà đi không? Thôi, để tôi tự đi. Làm như tôi con nít vậy á, ở đó mà đưa đi đón về. Nhìn xinh quá. Tao nghĩ chắc là giáo viên mới đó mày. Có khi nào là người yêu thầy không ta? Mày khùng hả? Không lẽ thầy Bảo là dắt người yêu vào trường à? Ai biết đâu được. Nhiều khi có công việc gì hay đi ngang đâu đó, tiện thể ghé luôn thì sao? Người yêu thì thầy muốn gặp lúc nào mà chả được. Ở đó mà tiện đường ghé ngang. Ê tụi bay, tao nghĩ là chắc là giáo viên mới đó. Tao nghe khối lớp kế bên đó nói là có giáo viên chủ nhiệm mới. Thì tao nghĩ chắc là bà này đó. Mày có chắc không? Tao không chắc, nhưng mà nghe nói giáo viên mới xinh lắm. Tao thấy bà này cũng xinh, thì chắc là bà đó. Thôi đi. Ở đó đóng già đóng non làm gì? Chứ mày có cách nào để xác minh thông tin không? Có sao không mày? Để tao hỏi thầy. Cái thằng quỷ này. Cái chuyện này á, nó làm gì đáng để phải đứng đây bàn tán hay đi hỏi thầy? Thì tại tụi mày làm quá, tao mới tính vậy chứ bộ. Thôi, trời lắm rồi, đi thôi. Đi. Về nha. Bà về đi. Mai gặp. Gì mà sáng sớm mặt quạo vậy bà? Đang bật à, đi chỗ khác à. Mà vô gì? Thấy người ta quạo con chọc. Có biết gì đâu. Ăn sao vậy? Mới sáng ai chọc mà quạo rồi? À, nhắc tới em bực lắm luôn á. Thôi Vinh xin. Ai chọc ăn giận á thì nói Vinh nè, Vinh sự cho nha. Mắc mệt. Nói thì nói đại đi, còn bị đặt hỏng hẹo nữa. Chuyện là... Thôi mày im đi. Không có gì đâu Vin.
chuyện linh tinh thôi à. Mà Gin ăn sáng chưa vậy? Gin ăn rồi nè. Vậy thì đừng có quạo nữa nha, con nếp nhăn đó. À, em biết rồi. À, nhưng mà lát nữa Gin chở em về nha. Rồi, ok. Hai con kìa tụi mày. Các bạn ngồi xuống. Ngày hôm qua lớp chúng ta được về sớm, thầy có giao bài tập về nhà. Các bạn làm được hết không? Thầy ơi, em không biết làm gì hết. Em cũng vậy luôn thầy. Em cũng vậy. Thiệt tình là tôi khổ với mấy cô mấy cậu lắm luôn á. Hôm qua dạy xong hỏi ai cũng hiểu hết. Hôm nay giao bài tập về nhà không ai làm được hết là sao? Dạ thầy ơi, không ai, ai cũng không hiểu. Vậy thầy giảng lại đi thầy. Ê bà, nhiều khi á thầy giảng lại á tụi mình cũng chẳng ai hiểu gì luôn. Im lặng. Hoàng Đăng, em có muốn đứng dậy học cho dễ hiểu hơn không? Dạ không thầy. Cả lớp tập trung lên bảng nghe tôi giảng lại một lần nữa nha. Con về rồi hả? Thì sao rồi? Cái vụ đăng ký thì sao con? Được không? Được rồi má. Ngày mai con được đi học luôn á. Trời ơi, con chịu đi học lại là má mừng lắm rồi. Vậy là ước mơ của con thực hiện được rồi. Má, con học để biết thêm kiến thức thôi. Chứ từng tuổi này rồi, có học, con học lớp bổ túc chứ đâu có học chính quy đâu. Với lại ước mơ con bây giờ là muốn má sống khỏe mạnh với con cả đời nè. Má xin lỗi con, tại vì má mà con phải chịu khổ như vậy. Nghĩ linh tinh gì á, so với cực khổ của con, sao bằng cực khổ của má được. Với lại á, hiện tại con thấy rất là hài lòng với cuộc sống của mình. Có má nè, rồi bây giờ còn được đi học nữa. Rồi còn tự làm chủ để kiếm tiền, không có đi làm thuê làm mướn người ta nữa. Má đừng thấy con má thiệt thòi nha, con má xuống lắm luôn á. Thôi đi cô ơi, tôi đẻ ra cô mà tôi không hiểu tính cô sao được. Chỉ được cái miệng thôi à. Ê à. Hay là vào quán cơm luôn đi, tao đói quá. Sao không để tí qua nhà bé ăn ăn luôn? Mày biết tao mà, mấy cái bữa tiệc đó tao có ăn được gì đâu. Vậy cũng được, vào ăn tí cái sức khỏe. Sắp tới giờ uống thuốc rồi. Thôi mời phu nhân vô uống thuốc. Tân lệnh tân quân. Chị Quang ơi, má vô uống thuốc trước nha, còn có khách. À. Tới liền. Xin lỗi hai đứa nha, hai đứa ăn gì? Ờ, cho em một phần cơm sườn không ạ? Ê, ê, ăn gì mày? Ờ, em ăn cơm. Cơm. Ai chưa biết bạn cơm, bạn cơm gì chứ? Lấy em một phần cơm hành không sườn. Mày nói gì vậy Kinh? Cơm sườn không hành chị, em ăn cơm sườn không hành. Hãy đợi chị xíu nha. Mày sao vậy? Mày thấy chị quen không? Quen. Nhìn thì cũng quen đó, mà không biết đã gặp ở đâu rồi ta. À. Mày nhớ rồi hả? Kể tao nghe với. À tao nhớ. Dẹp đi. Vậy mày cũng làm như là mình nhớ. Tức ghê. Tao chọc mày thôi. À, mày có nhớ người sáng đứng nói chuyện với thầy Bảo không? À, hèn chi quen thế. Ủa mà nghe Cường nói là giáo viên mới mà ta. Sao giờ lại đi bán cơm nhỉ? Thì chắc á là sáng làm cô giáo, nhưng mà nhà có anh chị đó mở quán nên ra phụ. Cũng hợp lý. Mà mẹ dễ thương ghê, không biết dạy môn gì. Ước gì dạy lớp mình nha. Mày dẹp đi, mê gái thấy rõ. Nhìn là thấy lớn tuổi hơn mày rồi đó. Mày nhắm tán nội không? Tao có bằng lái rồi à. Nhưng mà không biết có được lái hay không thôi.
Nhìn mày là tao thấy bít cửa rồi. Hai đứa uống nước trước nha. Dạ, cảm ơn chị. Nhìn mặt lạnh ghê mày. Chắc cũng khó tính lắm đó. Thì dù sao người ta cũng là giáo viên mà, cũng phải có khí chất một xíu chứ. Chủ quán đâu? Cho tiếp khách quý nè. Chủ quán. Ủa, tưởng ai hóa ra người quen. Thằng đó thằng bà đây mà. Được thả rồi hả? Ừ, tao được thả rồi nè. Tới đây chi? Tao tới phải thăm sức khỏe của mày. Mày còn nhớ bữa tao đánh đàn bà mà đúng không? Hôm bữa ông mày say, còn mày một đám đánh tao. Bây giờ tao tỉnh nè. Tới đây á, kiếm chuyện lại được không? Tao có hai sự lựa chọn cho mày. Một á, tao quỳ xuống đây thì tao rộng lượng tao bỏ qua cho. Thứ hai á, hai thằng đàn em của tao đập nát cái quán của mày. Nè anh kia, một đếm đàn ông vừa về ăn với một người phụ nữ. Cái mặt đàn ông á nhờ. Đúng rồi đó. Mấy anh ý đông người tới chỗ người ta làm anh phá hả? Tao nói mày nghe là hai mẹ con. Cái nét mà anh hùng cứu mỹ nhân của tụi mày á, tao thấy người ta làm rất là nhiều. Nhưng mà tiếc á, đây không phải là mỹ nhân. Tụi mày cũng không phải là anh hùng. Miệng còn hôi sữa, về nhà lo học đi. Đi chưa? Anh nói hai là con hả? Tao nói hai đứa mày đó. Khôn hồn thì biết. Còn không á, đứa nào sẽ vô đập chết mày đó chứ tao. À! Hai đứa có sao không? Tụi em không sao chị. Nhỏ con mà sung quá ha. Mà lần sau á, gặp mấy chuyện như vậy đừng có xía vô. Không á, tự rước họa vào thân á. Chị nói với Kỳ vậy, tụi em cũng là có ý muốn giúp chị mà. Ừ, rồi giúp được gì không? À, thì... không giúp được gì, nhưng ít nhất tụi em cũng có tấm lòng. Thôi được rồi, thì cảm ơn tấm lòng của hai đứa. Bữa cơm này chị mời. Chị làm như tụi em không có tiền vậy. Cách cảm ơn của chị cũng quá tâm quá ha. Chứ em muốn sao? Dù gì tụi em cũng đã bên vực chị, cũng đã bị đánh, bị ngã, bị ê hết cả người. Thì ít nhất chị cũng phải bù gì cho tụi em chứ. Tôi có mỗi quán cơm này nên tôi bù cơm cho hai đứa đó, còn đòi gì nữa? À, tạm thời thì em chưa nghĩ ra, nên là cho chị nợ đó. Còn bây giờ chị tính tiền cơm cho tụi em đi. Rồi ok, cơm của hai đứa 100 ngàn. Thanh, trả tiền cơm cho chị mày. Tao. Ừ. Em gửi tiền. Đợi chút, chị hết tiền cho hai đứa. Ghê ha, nay bà Đạt làm màu rồi. Làm màu gì? Tao bảo anh ví ở nhà. Làm như hay lắm vậy, lỡ tao cũng quên ở nhà sao? Thì lâu lâu lội kỹ thuật một xíu. Ủa, mà mắc gì bà không lấy tiền thì ăn đi, còn làm màu. Mày khùng quá. Bà là giáo viên còn biết võ nữa, thì biết đâu mai mốt sẽ giúp được tụi mình. Mày phải biết thả con sông sắt, bắt con cá rô chứ. Mày nghĩ hay quá ha. Không biết có giúp được gì không, chứ chưa gì là tao thấy mày nợ tao 50 ngàn rồi đó. Có 50 ngàn thôi mà. Vậy mà cái đứa không có. Mệt mày ghê. Ngày mai tao trả cho. Ok, ăn nhanh đi rồi đi. Cơm cũng ngon. Hello. Hello. Trời ơi.
sao giờ này mới tới? Nè, ông bê cái bánh này đi. Ơ, sao lại Gin? Tụi tôi bận bê cái khác rồi. Cương kia. Ủa sao là tao? Ở đây ai đẹp người đó bê đi. Đúng đó. Ừ. Bê thì bê. Chuẩn bị nó về tới rồi. Mấy cái đứa này tự nhiên kêu mình ra ngoài, đợi cả buổi trời không thấy ai hết, để vậy về nhà còn bị kẹt xe nữa, mệt hết cả người. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi ước đi. Tổ chức sinh nhật hostel cho Hoài An nha. Ơ, đâu có đâu. Cái này là Đăng với Ly mua xong kêu Ginh sang đó. Ginh đâu có làm gì đâu. Ơ, mày vỗ cái nết của mày lại được không? Tao có làm gì đâu. Ờ, tao có một ít bánh ở dưới á, mình xuống lấy nha. Đi. Thằng này. Thằng thiệt á. Thôi mày đừng có buồn nha. Ừ, tao có buồn cái gì đâu. Nhưng mà cảm ơn tụi bay tổ chức sinh nhật của tao nha. Ừ, có gì đâu. Mày là cục cưng của tụi tao mà. Ừ. Mà tao không hiểu mày thích thằng Gin cái chỗ nào luôn á. Nói nhỏ thôi, Gin nghe thấy bây giờ. Có gì đâu mà sợ. Tao thấy hả, mày nên thổ lộ tình cảm của mày với nó đi. Chứ mày hả, cứ giấu tình cảm của mày như mèo giấu vô bếp vậy. Thôi đi, ông chọc nó hoài à. Thôi, tụi mình đi xuống dưới lấy đồ ăn cho mấy người đó đi. Đi. Bánh nè. Hai bạc vô. Ơ? Ủa? Ơ? Gì vậy? Xui ghê, tự nhiên cúp điện. Thôi, bật flash lên đi mọi người. Ha. Ê, tôi thấy cúp điện nhìn mà vui đó. Thiếu đống lửa nữa là y như hồi tụi mình đi cắm trại luôn. Ừ, mới năm ngoái chứ đâu. Hay là năm nay tụi mình ráng xin nhà trường cho đăng ký đi cắm trại nữa đi mọi người. Ok luôn, để mai lên trường đi xem thế nào nha. Ừ. À, thôi mà ngồi không vậy thấy cũng buồn, hay là mình chơi trò chơi đi. Đừng nói với Gin lại là trò thật hay thách nha. Hồi em thấy trò đó vui mà. Trò đó chán lắm. Chơi đi. Thấy trò đó vui mà. Thôi nay sinh nhật đó mà, ông chơi cùng cho vui. Ừ. Chơi thì chơi. Thôi bây giờ bắt đầu từ Ly nha. Ly thật hay thách? Ly chọn thật. Ly trải qua mấy mối tình rồi? 2 năm. Hả? Năm? Trời ơi, nhìn hiền hiền vậy hả? Mà hấp chọn 5 mối tình luôn. Mời nha. Cứ chọc tôi hoài. Tới lượt tôi hỏi ông nè, ông chọn thật hay thách? Tôi chọn thật. Ông đang để ý một chàng trai khối trên có đúng không? Làm gì có. Còn ngại nữa. Thì có. Thấy chưa? Vậy mà hôm bữa tôi hỏi dám nói không có hả? Tới Hoài An nha, giờ bà chọn thật hay thách? Nãy giờ ai cũng chọn thật rồi, Hoài An chọn thách nha. Ghê, có tôi chấp. Đúng là ăn an của chúng ta. Vậy thì bây giờ tôi sẽ thách ăn an. Thách cái gì? Hôn Gin. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Kỳ quá à. Bây giờ mà không chịu thử thách này hả? Là bị phạt á nha. Đúng rồi đó. Thôi, dẹp đi, tao không chơi nữa. Thằng này, chơi mà quạo mày. Hết vui luôn. Thôi, tụi mình dọn bắt đầu vào trong đi. Duyên sao vậy? Chỉ là chơi thôi mà. Em biết là Gin không thích cái gì mà.
bạn bè thì cho ra là bạn bè. Em nghĩ là tụi mình thân với nhau như vậy thì cái này cũng bình thường thôi mà. Nhưng mà Ghiên không thích như thế. Bạn bè phải có giới hạn của bạn bè. Ghiên không muốn mọi người hiểu lầm về tình bạn của tụi mình. Rồi sau này An có bạn trai, họ hiểu lầm An thì sao? An... Thôi được rồi, hôm nay Ghiên uống hơi nhiều, Ghiên mệt, Ghiên về trước đây. Xin lỗi đã làm cho An mất vui. Ghiên về đây. Hỏi An thích Ghiên thật mà. Chào má Thục. Ủa? Ủa? Ngọc Chi xong chưa má? À, Chi nó đang thay đồ trên phòng á. Chi ơi, Bảo tới rồi nè con, nhanh lên. Dạ, con nghe rồi. Không sao đâu, còn sớm mà, cứ để cô ấy từ từ chuẩn bị đi. Ừ. Vô trường á, con nhớ chỉ dạy cho nó học dỗ dỗi nha con. Má đừng có yên tâm, Chi cũng lớn rồi chứ đâu còn nhỏ nữa đâu. Với lại có con á, mọi chuyện là sẽ ổn định hết. Ừ. Ủa, tôi nói để tôi tự đi rồi mà, sao còn qua rước Chi cho mất công vậy? Bà này sao á, thì lần ngày đầu tiên đi học thì tôi qua coi có chuyện gì không, tôi giúp đỡ được cái gì thì tôi giúp. Trời đất ơi, đi học bổ túc mà tưởng đi làm cái gì không luôn á. Thì thôi kệ đi, để cho ông Bảo nó chở con vô cho con đỡ bỡ ngỡ. Chỉ có má Thục là thương tôi nhất thôi. Rồi à, thuốc á, con sắc xong rồi, con bỏ vô bình giữ nhiệt á. Má nhớ uống đúng giờ nha. Má mà không uống hả, con giận má luôn á. Má nhớ rồi, thôi lo đi đi để trễ. Đi đi, đi chào má. Ừ, đi đi con. Thôi má con đi. Ừ, đi đi con. Ê An, bà coi, tại cái bà hôm bữa đụng mình không vậy? Ê, hình như đúng rồi đó. Nhưng mà bà vô chùa mình làm gì vậy con? Tao nghe nói là bà là giáo viên mới hay sao, bữa tao thấy đứng với thầy Bảo á. Giáo viên mới hả? Ừ. Thôi, vào lớp đi. Xong rồi, vô lớp hả? Ờ, lên thôi. Các em ngồi xuống. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, đây là Ngọc Chi, học sinh mới của lớp chúng ta. Mọi người im lặng đi, thầy đang nói mà sao ồn quá vậy. Cả lớp trật tự. Ngọc Chi lớn tuổi hơn các em nhiều lắm đó, hy vọng là các bạn sẽ tôn trọng giấy ha. Xuân cho trống dưới ngồi nha. Rồi, cả lớp lấy vở viết bài mới nha. An gia ngõ hẹp rồi. Kỳ trước á, tưởng bả là cô giáo còn khó nuốt bả. Còn lần này hả, không xử đẹp bả, không ăn tiền nha. Các em ồn ào gì vậy? Lo lấy vở rồi tập trung viết bài mới. Ngày mai kiểm tra nha. Không hiểu gì nên lên tiếng nha. Không hiểu gì hết.
sửa bài không? Tập qua thầy đi. Ông điên hả? Thì tôi là thầy giáo của bạn mà. Thì thầy đi nói đi. Cố gắng nha. Các em nhìn gì vậy? Tập trung viết bài đầy đủ. Ngày mai tôi kiểm tra đó. Tưởng ai xa lạ. Thì ra là cái bà chị ó đâm hôm bữa. Sao? Tính chơi trò ma cũ hiếp ma mới hả? Ủa bà chị, bộ bà chị không thấy là bà chị già lắm rồi hả? Còn lết cái thân lên trường này đi học làm cái gì vậy? Có ai nói người lớn tuổi là không được đi học không? Ủa Hoàng Đăng, có chuyện gì vậy? Để tôi nói cho ông nghe. Hôm bữa thôi. Không có gì đâu Gin, chỉ là mấy cái chuyện linh tinh thôi ạ. Gin đừng có bận tâm nha. Chị là chủ quán cơm đúng không? Chị còn nhớ tụi em không? Ừ, hèn gì hồi nãy vô thấy hai đứa quen quen. Ủa, ừ. Chị cũng đi học hả? Em còn tưởng là... Tưởng gì? Tưởng chị là cô giáo hả? Không không không, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Có gì chị không hiểu thì cứ hỏi em nha. Chị đừng có tin nó, có gì chị hỏi con Ly á. Chứ nó học ngu nhất lớp làm sao mà chỉ chị được. Cái thằng này, mà nó học ngu thật. Tụi mày im đi. Chị là, ta không muốn học thôi chứ bộ. Vậy một chút nữa mình học cái gì vậy? Em chỉ chị đi. Sao nãy mày cản tao chi vậy? Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, lúc nào làm cái gì cũng phải cẩn thận. Có ghi nó đó, lỡ hả? Ghi nghĩa xấu với tao thì sao? Tao quên. Nhưng mà tao thấy hôm bữa là lỗi của tụi mình thiệt mà. Hay là thôi bỏ qua đi chứ mất công. Mày nín liền. Lúc nào cũng sợ này sợ nọ. Tao nói rồi á, mày không có được chỉ bài với bả. Mà thầy giao cho tôi mà. Giao đi giao. Mày á mà chỉ cho bả, tao nghỉ chơi mày luôn. Đúng đó. Tao biết rồi. Thôi vào lớp đi. Gin ơi, chiều nay đi xem phim với Hoài An nha. Hoài An có mua vé rồi nè. Gin không đi đâu. Sao vậy? Thể loại này Gin thích lắm mà. Hôm nay Gin không có hứng thú. Để hôm khác nha. Hoài An rủ mọi người đi xem đi. Thôi, nó không đi thì mẹ mua thêm vé đi. Rồi dẫn tụi tao đi nè. Đúng rồi, tao cũng muốn đi nữa. Vậy thôi, để bữa khác nha Gin. Có một người đi với An rồi. Gin về trước nha, mai gặp. Bye bye Gin. Ê, đợi tao đi với. Tao cũng về trước ra. Thôi mày đừng có buồn nha. Tao không sao. Tao thấy á, là mình nên tỏ tình tình cảm của mày với thằng Gin đi. Nó lơ là tình cảm của mày hoài à. Nhưng nó lỡ. Lỡ gì? Mày không thấy hả? Thằng Gin á, tuy nó hơi cọc cằn, nhưng mà hả, ai mà quen nó cũng phải tỏ tình với nó trước sao? Tao thấy nó nói đúng đó. Hay là mày cứ thử một lần xem sao. Nếu lỡ có thất bại thì ít nhất cũng nhẹ lòng. Tuyệt đối không được. Từ trước tới giờ, tao không có muốn có kết cục như vậy. Chỉ có tao mới có quyền từ chối tình cảm của người khác.
Tao muốn Gin á phải phục tùng và yêu thương tao. Chứ Gin không có cái quyền và cũng không ai có cái quyền từ chối tình cảm của tao hết á. Vậy chứ mày tính làm cái gì? Mày không thấy á là mọi chuyện á đang diễn theo kế hoạch của tao sao? Chỉ cần á Gin nguyên ai, bỏ ai, tao luôn là người ở bên cạnh Gin thì một ngày nào đó chắc chắn Gin sẽ cảm động và yêu tao thôi. Sao lại không nghĩ như vậy? Không nghĩ như vậy? Mày nói vậy là sao? Thì nếu đúng như mày nói thì tốt quá. Nhưng nếu lỡ Gin biết hết tất cả mọi chuyện đều do mày làm thì lúc đó Gin có chấp nhận được không? Biết. Làm sao mà Gin biết được? Rõ ràng chuyện này chỉ có tao và tụi bay biết thôi. Nếu như mà hả tụi bay không nói thì làm sao mà Gin biết được? Tao... Thôi mày kệ nó đi, cho nó é suốt đời nó đi. Thôi về đi, tao đói quá. Thôi đi về. Mẹ. Nè, đi học lại Dương con. Dạ, cũng vui lắm á. Bảo, nó chỉ con nhiều lắm. Ừ, mới cảm ơn Bảo nha. Hai người đúng chất là hai mẹ con luôn á. Lúc nào cũng sáo với con hết trơn á. Vậy thôi, mới không nói nữa. Mà bữa nay á là trong lớp á có ai trạc tuổi con Chi không con? Dạ có má. Có mấy người lớn tuổi hơn con nữa. Con là nhỏ nhất rồi á. Ừ, vậy thôi má cũng yên tâm rồi. Má chỉ sợ là nhiều đứa nó ít tuổi hơn nó rồi nó lại cười con nữa. Má Thục đừng có lo. Con còn sợ ba hiếp người ta chứ ai dám hiếp bà. Không có tin tôi quánh đúng không? Thôi, thôi con vô thay đồ á rồi đi ăn cơm. Bảo lại ăn cơm luôn nha con. Dạ thôi, con đi về trước. Má Thục với Chi ở lại ăn cơm đi ha. Vậy thôi đi về đi. Má con mình vô ăn cơm á. Trời ơi, nhỏ vậy này. Vậy đi về à? Ừ, thì về đi. Vô ăn cơm á, mình đi. Sao? Con kỳ cục ghê vậy đó. Con làm gì đâu. Sao con kêu thằng Bảo lại ăn cơm? Chứ má thấy nó là có ý với con đó. Mà con cứ trơ trơ ra à. Má nói thì sao á, chứ tại con với ổng quen nhau lâu quá nên thân như vậy, chứ có ý định gì đâu má. Con đó, gần 30 tuổi rồi, không có tính chuyện chồng con gì hết hả? Rồi má già rồi, biết chừng nào mới cho má ẵm cháu đây. Má nghĩ sao mà má kêu con đi lấy chồng vậy? Đàn ông con trai bây giờ á hả, được ý nó thì thôi, không được ý nó hả, nó quýnh trên lên bờ xuống ruộng luôn á. Nghĩ sao mà xuống con đi lấy chồng, kêu con đi lấy chồng. Thà con ở với má thằng sướng hơn. Nói tới con á là con viện đủ lý do hết à. Má không nói con nữa. Thôi mà má. Ôi nàng ơi, chẳng qua là tại ta thương yêu nàng quá nên muốn ở với nàng suốt đời. Chịu thua con luôn á. Thôi đi ăn cơm. Dạ. Các em ngồi xuống. Rồi, bây giờ lấy dở ra biết bài mới nha. Ngọc Chi, em hiểu bài hết không? Dạ hiểu. Vậy thì tốt. Chi, sẵn viết bài giùm thầy luôn nha. Em hả thầy? Trong lớp của mình em tên Chi, thầy không kêu em kêu ai? Dạ, em biết rồi thầy. Một lát nữa ông về nhà, ông chết với tôi. Em lo viết bài lè đi, đứng nằm bầm như vậy. Chương 5. Sự phân giải.
Các bạn nhớ chép theo nha. Bút của chị nè. Chị cảm ơn nha. Chị đi ăn cơm trưa không? Chị mới tới chắc cũng không biết căn tin nằm đâu. Đi với em nha. Vậy cũng được. Chắc làm phiền em rồi. Mọi người đi ăn cơm luôn mọi người. Đi ăn cơm. Hôm nay Hoài An hơi mệt. Ghi mua giùm Hoài An chai nước nha. Ủa? Sao bữa nay tự nhiên thằng Gin nó thân với bà quá vậy mày? Có khi nào nó thích bà không? Không có đâu. Gu thẩm mỹ của Gin đâu tệ đến vậy đâu. Mà tao thấy chị ấy cũng trẻ mà. Gần 30 tuổi mà còn trẻ hơn tụi mình nữa đó. Mày tin tao đánh mày luôn không? Không, tao lỡ miệng. Không lẽ gu cùng Gin nó mặn dữ vậy luôn á hả? Mày nói làm sao á. Tính Gin xưa nay nhiệt tình tốt bụng, cho nên mới giúp đỡ bà vậy thôi. Mày nói á, cứ như là hả, mày hiểu tính nó làm gì á? Hiểu chứ sao không? Vậy mày nói coi, bao lâu nữa nó thích mày? Theo tao thấy hả, tình hình này, mày không chịu nắm bắt cơ hội sớm hả? Là nó thích bả luôn cho coi. Mày im cái miệng mày lại đi. Thôi đi, hai đứa bay tự nhiên cãi nhau à. Thôi xuống căng tin mua gì ăn đi, tao đói quá. Tao đi với mày. Đi. Cơm của chị nè. Chị cảm ơn nha. Có gì đâu. Chị cảm ơn Hoài à. Ở cái trường này á, ai mà ăn hiếp chị cứ nói với tụi em. Ở ngoài trường tụi em là chùm cuối luôn đó. Vậy em nhìn chị xem, chị có dễ bị ăn hiếp không? Chị có nghe đâu mày. Lúc đầu á, em với Gin tưởng chị là cô giáo. À mà thầy bảo là người yêu của chị à? Mày nhiều chuyện ghê mày. Chuyện người ta, hỏi làm gì? Tao vui quá nên em xin lỗi chị. Không gì đâu. Tính nó vậy á, chị đừng để ý làm gì. Mà mấy đứa vui ghê á. Thôi, tranh thủ ăn đi mọi người, còn 5 phút nữa là vào rồi. Chị có xe về không? Em tiện đường, em chở chị về nha. Chị về với thầy Bảo rồi. Thôi, chị về trước nha. Ê, sao tao thấy ghét bà quá mày? Kiếm trò gì, phá bà đi. Hết trò chơi hay gì? Dù gì người ta cũng lớn tuổi hơn đó. Cẩn trọng một tí. Bà là cái thá gì đâu mà phải cẩn trọng. Cỡ bà hả? Tao cho một chiêu á là chết tươi liền. Đó là mày chưa biết thôi. Đụng vào bảo hơi mệt à. Ủa? Bộ ông quen biết gì với chị ta hả? Không quen. Nhưng mà tôi với Gin có đụng độ bả một lần rồi. Gì nghe mà đi kỳ quá vậy mày? Đụng độ là sao vậy? Bộ Gin với chị ta có chuyện gì hả? Thấy Gin có vẻ quan tâm đến chị ta lắm á. Quan tâm gì đâu. Chị là học cùng lớp, xong rồi lớn tuổi hơn, nên là Gin lịch sự thôi. Mà chuyện Thành nói là đúng đó. Mọi người đừng có tự chuốc họa vào thân. Hôm nay Gin có việc bận nên là Gin về trước. Mọi người về sau nha. Bộ có chuyện gì giấu tôi hả? Đâu có gì đâu. Chứ sao tôi thấy Gin có vẻ bên chị ta chầm chập vậy? Bên gì mà bên. Nhìn chị hiền vậy thôi, chứ không phải vậy đâu. Bà có cái quán cơm ở ngay đầu đường á. Bữa mà qua sinh nhật bà, tôi với Gin đói nên có ghé vào đó ăn mới quen biết bà. Mới đầu cũng tưởng mới là giáo viên mới, nhưng mà không phải. Thôi, tôi về trước, có hẹn bạn đánh bài bản game. Đi mày. Hèn gì hôm bữa động chuyện với bà mà bà đành cái khung này quá trời luôn. Hóa ra là ở gần nhau. Ê, hay là mình đi theo dõi bà đi mày. Đi thôi.
Để tôi. Ông nha, bên đây gan thiệt á, dám ăn hiếp tôi nữa. Tôi làm gì dám ăn hiếp bà. Chỉ qua là muốn mơ lên bảng viết bài lại cho nó quen tay, dễ hiểu bài thôi, chứ có làm gì đâu. Nè, ông tưởng tôi là con nít, tính dắt mũi tôi hả? Lâu quá tôi không đánh ông, nên ông bị ngứa người đúng không? Thôi, cho tôi xin đi. Lần sau tôi không dám nữa, được chưa? Còn có lần sau? Thì không có. Rồi, về đi. Ủa, tôi tưởng nó mời tôi vô quán trả ơn tôi chứ, rồi cho tôi ăn ké một buổi đó đúng không? Đừng có mơ, không có đâu nha, về mau. Vậy thì hôm nay tôi làm khách được không? Tính kiếm chuyện, ăn trực nhà tôi hả? Không có đâu ha. Về. Thôi, vô đi. Bữa sau gặp ha. Không gặp luôn. Chị ơi, ủa em hả? Dạ. Ăn gì uống gì gọi đi. Thì chị cho gì thì em uống đấy. Ừ, vậy đợi chị xíu. Thành đó hả? Nó bận rồi nên em đi một mình à. Rồi sao đi học không về đi, còn đi qua đây làm chi? Em vô tình đi ngang nè, xong rồi em khát nước quá nên em vào ủng hộ chị. Dữ không? Ngồi uống đi, chị vô coi mẹ cho mẹ uống thuốc cái nha. Dạ. Cái quán này nè. Ê, thằng Gin kìa. Nó có việc bận mà. Việc bận của nó đây á hả? Tao nói không có sai mà. Mẹ im cái miệng mày lại coi. Ủa, tự nhiên cái cọc. Thay vì cọc á hả? Mày lo tìm cách giải quyết đi kìa. Giải quyết cái gì? Tụi mày lại tính làm gì nữa hả? Thì bây giờ im lặng theo dõi, rồi tính tiếp chứ biết sao giờ. Vậy mày tính theo dõi nó tới khi nào? Tao nói cho mày biết nha. Thằng Gin đó hả, nó thích bả thì không nói đi. Lỡ như bả biết nhà nó giàu, bả thích lại rồi làm sao? Thì lúc đó sẽ tính tiếp cái kế hoạch cũ chứ sao. Như vậy còn dễ cho tao hơn nữa. Nếu mà Gin thích bả, cả hai người quen nhau, thì tao sẽ tiếp tục phá hoại hai người đó. Nếu bây giờ tao mà tấn công Gin, thì coi như những việc tao làm bị Gin trước đây sẽ đổ xong đổ bể hết rồi còn gì. Vậy mày có chắc chắn là kế hoạch của mày thành công không? Không chắc chắn cũng phải chắc chắn. Cứ làm theo lời tao nói đi, đừng có bàn ra nữa. Mày nói hoài à, không ngớ cái miệng luôn á. Gin ơi. Tới rồi hả? Chiều nay Gin chở Hoài An đi công việc được không? Có biết gì vậy? À thì Hoài An đi khám định kỳ bệnh cũ đó mà. À, Gin quên mất. Vậy để chiều học xong Gin chở An đi nha. Cảm ơn Gin nha. Ủa, ai giống chị Chi với thầy Bảo vậy ta? Công nhận, nhìn hai người đó đẹp đôi ghê ha. Thôi, vào lớp đi. Ừ.
Đứt sâu quá. Để em đưa chị xuống phòng y tế. Tay chị có đau không? Không sao, mấy chuyện này chị gặp hoài mà. Thôi mình vào lớp nha chị. Ừ, đi. Chị chép được mà. Thôi. Từ từ đã. Làm gì làm. Đừng có đụng vô mặt tôi rớt tiền đó. Mũi 60, cầm 40, má filler 6 triệu. Có chuyện gì tôi tự nói. Là đang làm đúng không? Làm gì? Tôi có làm gì đâu. Còn giả vờ nữa. Tại sao giao Lam là với học bài của chị Chi? Ông vô duyên vừa thôi. Hồi nãy tôi vô lớp sau mọi người luôn á. Tự nhiên nói tôi làm là sao? Lại Ginh cho cơ hội nói mà mấy người không nói. Đừng để Ginh điều tra ra. Mấy người thông đồng với nhau làm điều xấu. Ginh không nể tên bạn bè đâu. Em thấy là Ginh quá đáng rồi đó. Rõ ràng chuyện này chưa biết thật hư như thế nào mà Ginh vì người ngoài lớn tiếng với tụi này. Ginh không thấy bất công hả? Bà chị già, bà đi đâu mà vội quá vậy? Tôi thấy hình như là hai em đang cố tình chặn đường tôi hả? Bà chị, bà cũng mạnh miệng quá ha. Chị nghĩ chị còn trẻ lắm hay gì? Hay là bà đang dụ dỗ trẻ với vị thành niên của bà chị già? Tôi nghĩ tốt nhất là em nên cẩn thận lời nói của mình. Tránh đường cho tôi đi. Bây giờ tôi không tránh á, bà làm gì được tôi? Tức thiệt chứ. Vậy là bây giờ mấy cái chiêu này hả? Không có si nhê gì với bả rồi đó. Chiêu này xài không được thì xài chiêu khác. Thiếu gì chiêu mà mày lo. Nhưng mà nếu lỡ Ginh biết tụi mày làm thì chắc tiêu cả đám đó. Mày im cái miệng mày lại đi. Không giúp thì cũng đừng có phá. Chỉ là tao lo cho tụi bay thôi mà. Mày im cái miệng mày lại á là lo cho tụi tao rồi đó. Đúng rồi đó. À đúng rồi. Còn chuyện con Gia Lam không bữa, mày có làm cho gọn không được? Mày cũng biết tao là ai rồi đó. Mày còn nghi ngờ gì về cái tài năng của tao nữa. Tao lo hết rồi. Có cha ra hả? Thì cũng chỉ vậy thôi à. Vậy thì tốt. Bây giờ tiếp tục theo dõi. Chờ thời cơ rồi tính tiếp. À mà bây giờ tao phải đi về đi với Ginh rồi. Có gì gặp lại tụi bay sau nha. Bye bye. Tao đi trước đây. Chị Chi. Chị Chi ơi. Trời đất ơi. Chị Chi. Sao vậy con? Xịn lắm rồi má. Con chào má thục. Chị Chi. Ông kêu tôi kiểu gì vậy? Uống cái gì mà uống dữ vậy con? Ôi, còn uống có mấy ly à? Đi với mấy ông sếp, mẹ ông vui quá, cái con vui theo luôn. Trời ơi, có cái vụ vui rồi uống nữa hả? Thôi, cái kiểu này không được rồi. Con coi chừng nó nha, đưa nó vô trong đi. Để má vô má nói với chị bên nhà đó. Rồi á, chứ giờ cái kiểu mà nó xỉn vậy à, nó chạy xe nguy hiểm lắm. Dạ.
Đi vô. Đi vô. Em nói vô trong đi con. Nặng như quỷ vậy. Nhậu gì mà nhậu dữ vậy? Chị la tôi nữa hả? Sao lúc nào bà cũng không giữ tôi hết vậy? Bà không ngọt ngào được giúp tôi chút xíu nào hết. Ngọt ngào cái đầu của ông đó. Tôi chưa đấm ông là mai. Ngày mai ông tỉnh hả? Tôi cho ông một trận nè. Chị, ông làm gì vậy? Chị. Chị có biết là Bảo xỉn lắm rồi đó. Tôi đi qua ngủ với mẹ đây. Gin, cho mình xin lỗi nha, mình không có cố ý đâu. À, chị có sao không? Chị hỏi em câu đó thì đúng hơn á. Em có sao không? Em không sao đâu. Gin ơi, mình đi thôi. Chị xin lỗi nha. Có sao không? Trời, chị hậu đậu ghê luôn á. Chị em có đau không? Em không sao, phản xạ thôi, không đau. Giờ tiết học rồi mà làm gì cả lớp mất trật tự vậy? Gin, em làm gì mà ồn ào với lớp vậy? Em có làm gì đâu thầy. Đừng đến học cho tôi. Khi nào cho phép mới được ngồi xuống. Lấy tập vở ra học bài mới. Bài hôm qua có ai không hiểu gì không? Dạ, có em thầy. Em không hiểu gì? Dạ, chỗ nào em cũng không hiểu hết á thầy. Dạ, em đứng lớp học luôn đi. Khi nào hiểu rồi ngồi xuống. Thầy hỏi lại một lần nữa. Bài hôm qua có ai không hiểu gì không? Dạ không thầy. Vậy tốt. Bắt đầu ghi chép bài mới. Nè chị kia, đứng lại đó. Chuyện gì? Chị không thấy từ khi mà chị xuất hiện làm ảnh hưởng tới người khác hả? Ảnh hưởng? Ảnh hưởng đến ai? Ảnh hưởng chuyện gì? Tôi nói cho chị biết, tôi im không có nghĩa là tôi hiền đâu. Chị mà còn cà chớn thì đừng có trách tôi. Nè cô bé, chị thấy hình như là em đang không có được ổn định về tinh thần đúng không?
Lúc có người thì em giả nai, em hiền, ngoan. Lúc không có người thì nói chuyện lung tung, chỉ một mình em hiểu. Em đi khám bệnh đi. Chị. Còn nữa, chuyện giao lam, chị biết là tụi em làm để trả thù chị. Nhưng mà chị không rảnh đôi co với đám con nít tụi em. Tay thì cũng đã đứt rồi. Chuyện này coi như chị với em huề. Chị cũng không để ai truy cứu. Nhưng mà nếu em còn kiếm chuyện với chị thì chị không để yên cho em đâu. Ủa, chị đang đợi thầy Bảo hả? Đúng rồi. Hồi nãy em đi ngang qua phòng giám thị, em thấy thầy Bảo còn ở trong đó. Nếu chị có việc thì lên chở chị về. Thôi không sao đâu, chị đứng đợi thầy Bảo một chút cũng được. Dạ. Tôi nghe nè. Thôi không sao, để tôi tự về cũng được. Ông cứ làm đi. Tôi biết rồi. Ủa sao vậy chị? Bảo nói là còn có mấy cái giáo án chưa có sửa xong á, nên là chưa có về được. Thế thì anh xem chờ chị về. Vậy chắc phải phiền em quá. Không phiền, trả công cho em bằng một dĩa cơm sườn nha. Tưởng gì, rẻ bèo. Ok. Tao nghĩ là mình nên hành động rồi đó. Cứ từ từ, không cần vội. Để coi bản lĩnh của bà tới đâu. Mà mày điều tra kỹ chưa? Rồi, hết rồi. Tất cả những thông tin mà mày cần á đều nằm trong đây hết rồi. Thêm một điều nữa nha, là ông thầy Bảo á trồng cây si bả 12 năm rồi. Một cái đặc biệt là mẹ của bà Chi cực kỳ thích ông Bảo luôn. Giật gân đó mày. Vậy thì cứ để cho con mồi nhẫn nhơ vòng ngoài đi. Tụi mình á đi vòng vòng trước rồi đánh vô trọng tâm sao? Nhất trí bạn tôi. Sao nó không được con về? Bảo nó có việc bận. Em này học chung lớp với con nên sẵn tiện đưa con về luôn. Dạ, con chào bác. Con gái hả con? Nói sao vậy? Không có gì. Ngồi đợi chị xíu nha. Của em á. Dạ em cảm ơn. Tay em còn đau không? Cái này hả? Em quen rồi, không sao đâu chị. Cho chị coi đi. Đưa đây. Chị thấy như nó bị sưng rồi đó. Xong rồi đó.
em là bạn không sao rồi mà. Em quen rồi. Còn tay chị sao rồi? Sắp đỡ chưa? Nó cũng sắp lành rồi. Mà hôm nay em đúng xui luôn á. Hết đỡ bóng rồi tới đỡ bàn. Thì coi như là em gánh xui cho chị đó. Chị phải bù cho em đó nha. Bù gì? Tụi em nhảy vô mà. Ôi, chị nói vậy là không được nha. Tự dưng em giúp chị xong thành em nhiều chuyện hả? Thì rõ ràng là vậy mà. Đáng lý ra quả bóng đó chị có thể bình tĩnh đi đỡ được. Tại tự nhiên em nhảy vô thôi. À, nói với bác thì chuyện cái bàn này là có gì đó khiến chị không bình tĩnh hả? Tào lao quá. Ăn lẹ đi rồi về. Ăn có dĩa mì mà ngồi hoài luôn á. Em chưa thấy ai mà ngang ngược cho chị luôn á. Ai đời mà chủ quán lại đuổi khách không? Em thử nói nữa coi. Chị đánh em luôn á. Ờ được rồi. Hôm nay em đủ bầm dập lắm rồi. Nhưng mà chị có nhớ là chị còn nợ em một chuyện không? Nợ? Cái chuyện đánh nhau hôm trước hả? Cái đó là em tự nói mà. Chị đâu có hứa gì với em đâu. Chị không được ăn hiếp con nít nha. Chứ em muốn sao? Mai là cuối tuần, chị đi chơi với em nha. Đi chơi hả? Đi đâu? Thì đi ăn, đi uống, đi xem phim gì đó. Chị chưa bao giờ đi mấy cái đó hết á. Thì chưa đi thì bây giờ mình đi cho biết. Vui lắm, đi nha. Nha. Thôi, ấp úng là đồng ý rồi nha. Em không biết đâu, em ăn rồi em về đây. Mai em đón chị. Ở đâu ra cái kiểu mà quyết định cho người khác luôn vậy? Thấy con có bạn bè gì đâu. À, hay là có người yêu rồi phải không? Không có đâu má. Con đi chơi với đi với ai? Con đi với cái em hôm bữa mà chở con về á má. À, em tới rồi. Con đi nha má. Con có kêu bé Tiến qua chăm sóc má, có gì cần mới cứ kêu em nha. Con đi tí xíu con già thương. Đã số khổ cuộc đời đã phải xin ngầu nên đâu thể mà cố độ, vì nghèo khó tiền không đủ lo nên học thức cũng không được cao, phải bỏ học từ nhỏ. Cánh cửa trường đời tôi bước vào, mọi thứ trở nên khá là tồi tệ, mỗi ngày là một bi kịch tương lai dần tối trên lối về. Có người chà đạp, có người khinh rẻ, có người coi thường tuổi thơ chẳng như bao đứa trẻ, nhưng gia đình vẫn còn đó là động lực tôi bước qua. Dù có bao sóng gió nhiều vào cản phía trước ta, mà thân là con gái có chân yếu và tay mềm, trở nên gai góc với bao thử thách không êm đềm. Có nhiều mơ ước với thành nhật ký ở trong tay, con đường dội đã phải bước ý chí không lung lay. Khi đã khá hơn ý nguyện của mẹ vẫn chưa thành, là muốn con cắp sách đi học để đem tấm bằng về ghi danh. Những đám nhóc khuôn mặt thì lầm lì, bật đứa nào mà dám sốc. Đừng có chọc tới chị, coi
chừng ăn đòn no. Có mấy đứa chưa trải sự đời, bám ba mẹ vẫn còn lo. Lạnh lùng và ít nói nhưng không làm điều gì sai, luôn giúp đỡ người gặp hoạn nạn nên được xưng là chị Đại. Chị Đại có thằng nhóc nó thầm thương, dù thấy hung dữ nhưng vẫn muốn đâm đầu vào tường. À thì ra em chọn cái chết chán sống rồi mới yêu chị, đâu có dễ rung động với đôi ba câu tình ý. Mà nhiều khi á thấy cậu ấy cũng đáng yêu, nhưng tự nhủ không được mềm lòng, dù có thích cũng ráng kêu. Cơ mà chuyện tình cảm thật khó nói, đến chị Đại cũng đành động lòng, thế là yêu vậy thôi. Hôm nay chị vui không? Ừ, cũng vui. Sống tới từng tuổi này rồi mới biết chơi mấy cái trò con nít như vậy á. Ai nói với chị, mấy trò đó là trò của con nít, mấy trò này người lớn mới chơi đó. Ủa mà chị nói như vậy thì trước giờ chị không đi những cái này hả? Vậy bình thường chị đi đâu? Đi kiếm tiền. Tuổi thơ của chị ngoài việc đi kiếm tiền ra thì chẳng có gì khác hết. Em xin lỗi. Tự nhiên xin lỗi gì? Thì tại em vô ý quá, hỏi những câu không đúng cho lắm. Bình thường mà. Cũng cảm ơn em đã cho chị biết một chút gì đó gọi là thanh xuân. Mặc dù là mình già lắm rồi. Chị đâu có già đâu. Tôi là chị lớn tuổi hơn tụi em thật. Nhưng mà nhìn chị ngang tụi em thôi. Đó là chuyện của em thấy. Còn thực tế là thực tế. Có người thì được sống trong thanh xuân cho đến tuổi già. Còn với chị á, cho tới bây giờ vẫn không biết thanh xuân của mình là gì. Là em nè. Em. Em là sao? Thì chị bảo là chị không biết thanh xuân của chị là gì, thì em sẽ là thanh xuân của chị. Em có nhiều trò vui lắm, em sẽ giúp chị tìm lại được thanh xuân. Thôi bớt bớt đi, chị đang muốn cuộc sống yên ổn lắm, không có thích ồn ào. Với lại già chính là già, không có khái niệm thanh xuân. Vậy chị không hiểu thế nào gọi là thanh xuân rồi. Tuổi trẻ thì có thanh xuân của tuổi trẻ, tuổi già thì có thanh xuân theo cách của tuổi già. Có nhiều người á, cả đời của người ta đều được gọi là thanh xuân đó. Ôi đi bà cụ non, nói đúng chủ đề quá, cứ vô luôn hả? Thôi, chạy chị về đi, không mẹ lại mong. Chị Chi, em nói thật đó, em sẽ là thanh xuân của chị. Vậy em có muốn trở thành một cái thanh xuân bồng dập của chị không? Thôi được rồi, được rồi, em chờ chị về. Má, sao giờ này còn đứng ở đây? Chi đâu? Nó đi chơi với bạn rồi. Mà con, dạo này Chi đi học sao rồi? Sao tự nhiên má hỏi con vậy? Con thấy bình thường mà. Bộ có chuyện gì hả? Má nói thử nghe đi. Tại má thấy dạo này nó giao du với con bé kia kìa. Mà má thấy nó kỳ kỳ. Rồi bữa nay lại đi chơi với con bé nữa chứ. Chắc là con bé học trò của con á. Con nghĩ là chị em đi chơi chung với nhau thôi mà. Còn đâu có gì đâu, đừng có lo nha. Chi nó về kìa con. Hai đứa nói chuyện nha. Bây giờ mới dọn cơm nha. Ủa, tới hồi nào đó? Làm gì mặt bí xị vậy? Tôi mới tới. Bà mới đi chơi với Gin về đúng không? Ừ. Tôi đi chơi với Gin. Làm gì mặt ông căng thẳng dữ vậy? Không có gì. Tại vì trước giờ tôi có thấy bà đi chơi ở đâu đâu. Tới tôi ngủ mà còn không đi nữa mà. Tự nhiên hôm nay đi chơi với Gin. Ông với má kỳ ghê á. Hồi sáng đi má cũng hỏi, giờ ông cũng hỏi nữa. Rồi giờ má hỏi tôi biết trả lời làm sao. Mà nè. Tôi hỏi thiệt nha.
Bà với Gin có gì không? Có gì là có gì. Bà có thích Gin không? Ông khùng hả? Tự nghĩ sao nói tôi thích Gin vậy? Tôi thấy bà tôi nghi lắm á. Tôi có cảm giác là... Cảm giác á? Là tôi sắp đấm ông bầm mình á. Đi vô ăn cơm. Chị Chi kìa, lớn rồi mà đi học quên đem cục duyên theo hay sao á? Bà Chi á, bà lớn mà cái nết để nhà hay sao? Ồ, không cần được luôn á. Tôi thấy tội chị quá à. Tôi mà bị vậy á, chắc quê lắm luôn á. Chị Chi, chị đi theo em. Thầy bảo tới kìa. Ê, công nhận á, Gin quan tâm chăm sóc cho chị Chi quá ha. Từng tí một luôn á. Mẹ hả, công nhận hai người đó đẹp đôi ghê ha. Nhìn á, là biết đang quen nhau liền à. Vậy á, là sắp được đi ăn mừng Gin có bồ mới rồi ha. Cái đó còn phải nói. À, thôi đi vô lớp. Đi. Chị đâu có bị gì đâu. Ồ, vậy sao mấy chị lại dính? Chị có sao không chị? Chị không sao em. Con xin lỗi chị nha. Không sao đâu. Chắc không gì đâu. Chị đụng vô đâu mà không biết á. Mà cũng cảm ơn em nha. Không có gì đâu. Vậy chị cứ cột áo đỡ đi. Rồi mình vào lớp ha. Xin lỗi chị. Mày có sao? Lại kiếm chuyện hả? Em xin lỗi chị, em không cố ý. Có chuyện gì vậy chị? Không có gì đâu Gin. Hồi nãy Ly với An đang giỡn với nhau, xô chúng chị Chi. Em xin lỗi mà chị Chi. Chị, đi ăn cơm không? Không, em đi đi. Sao? Lại lòi có đuôi cáo ra nữa rồi hả? À quên, đuôi này đuôi chuột, chứ đuôi cáo gì? Tôi nói cho chị biết, chị muốn chơi với tôi hả? Không dễ đâu. Đừng có tưởng lấy lòng được Gin là ngon. Tưởng chuyện gì? Nghe em nói như vậy, tôi đoán là em đang cảm thấy khó chịu khi Gin quan tâm tôi hả? Tôi còn tưởng là em con nít. Vì cái chuyện trước mà em gây sự với tôi, hóa ra là chuyện khác. Chuyện nào thì cũng như chuyện nào thôi. Nhưng mà tôi nói cho chị biết, nếu chị tiếp tục bám theo Gin ngày nào thì tôi sẽ không để yên cho chị ngày nấy đâu. Thật ra thì chị cũng muốn xem thử em làm gì chị. Sống tới từng tuổi này rồi, chị không biết chữ sợ là gì đâu. Chị thách em đó. Chị, em có sao không? Em không sao. Chị,
Tại sao chị lại đồng tay đồng chân với anh? À, không có đâu Kim, hiểu lầm thôi à. Kim thấy hết rồi. Chị Chi, tại sao chị lớn mà chị lại cư xử như vậy? Vậy em nói xem, chị làm cái gì mới đúng? Chuyện lúc nãy chị là hiểu lầm, không đến mức chị phải để trong lòng rồi ra tay với An như vậy chứ. Chị không nhất thiết phải giải thích những chuyện chị làm với em. Chị, thôi được rồi, chuyện của chị từ giờ không liên quan đến em. Nhưng mà chị còn dám động tay đồng chân với An rồi ức hiếp những người yếu thế hơn chị, em không bỏ qua đâu. Tùy em, nhưng mà cái thái độ của em đang hăm dọa chị hả? Chị lại sợ em quá. Gin, em làm gì vậy? Dạ em... Đừng nói tôi là em ngủ trong lớp nha. Em đâu có đó thầy. Nếu mà ngồi học chán quá thì đứng về học cho dễ hiểu hơn ha. Cả lớp tiếp tục nghe giảng. Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có khả năng phân ly ra H+. Muối axit là muối mà anion gốc axit có khả năng phân ly ra ion H+. Các bạn hiểu chưa? Gin ơi, tụi mình đi ăn gì đi, lâu rồi tụi mình chưa đi đâu hết á. Thôi, Gin không đi đâu, bữa khác nha. Tao cá hả? Nó đi kiếm bà Chi, chắc luôn. Tao nghĩ chắc không đâu, hồi nãy Gin bực chị Chi lắm, chắc không đi kiếm đâu. Thôi kệ, thì cứ tiếp tục kế hoạch thôi. Ủa, kế hoạch gì vậy mấy bà nội? Làm gì mà mặt mấy bà nguy hiểm vậy? Đừng có nói là tính làm chuyện xấu nữa nha. Bị điên hả cha? Nói xàm xàm không à. Đúng rồi đó, sắp tới sinh nhật Gin rồi. Bộ ông quên rồi hả? Tụi tôi á hả, đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Gin. Ông á đừng có bếp xếp làm lộ chuyện của tôi rồi nha. Trời ơi, sinh nhật thằng Gin tới 2 tháng nó mới tới. Làm gì mà giờ này kế hoạch cái sớm như vậy? Ờ thì tụi tôi thích vậy á. Ờ, ông kỳ ghê. Tụi mình đi ăn gì đi, hoài đói bụng quá à. Ừ, thôi mình đi ăn đi. Lúc nãy là chị cố ý để em bị đứng đúng không? Chị sao vậy? Em đang nói chuyện với chị đó. Ủa, em đứng đây nãy giờ hả? Chị tưởng vong. Chị, tại sao chị lớn mà chị làm chị không dám nhận? Chị là vậy đó, tốt nhất em cũng nên tránh xa chị đi. Không á, người ăn bị ăn hiếp tiếp theo là em đó. Em biết là chị không phải là người như thế. Tại sao một câu giải thích với em chị cũng không muốn nói? Chị có biết em khó chịu lắm không? Chỉ cần là chị nói không có là em tin mà. Tại sao chị phải nói với em? Mà tại sao em lại khó chịu? Vậy em nói xem, chị giải thích với em để làm gì? Chị, em thích chị. Đây em không muốn chị dùm nhân với em. Em nói gì vậy? Chị đi về đi. Mày vừa làm gì vậy Yên? Điên mất thôi.
em thích chị. Đây em không muốn chị dùm nhân với em. Ghiên hả? Sao ở đâu em có số điện thoại của chị vậy? À, đợi chị xíu. Em ngồi đi. Nước của em nè. Qua đây làm chi á? Em... Ủa? Bắt gái đó chị? Chị ở nhà một mình hả? Em thấy quán cơm cũng đóng cửa. Ừ. Hôm nay ngày tái khám định kỳ. Má của thầy bảo qua chở má của chị đi khám rồi. Sẵn tiện ở bên đó chơi luôn. Hai nhà chị thân nhau quá ha? Ừ. Má của thầy bảo với má chị là bạn thân mà. Hèn gì hai người đối xử tốt với nhau như vậy. Em còn tưởng... Em tưởng gì? Không có gì. Rồi tóm lại là qua đây làm chi? Em tới để xin lỗi chuyện chị hồi sáng. Lúc sáng mọi chuyện xảy ra trước mắt nhưng mà em không biết. Em hỏi chị lại không trả lời nên là em mới như thế. Thôi được rồi. Chuyện lúc sáng á, chị không thèm chấp em đâu. Mà bộ em tưởng chị nhỏ mọn thiệt á hả? Em không có ý đó. Ý là em hay nói những lời như thế thôi nhưng mà trong lòng em không nghĩ gì hết. Rồi, được rồi. Không nghĩ thì không nghĩ. Chuyện lúc sáng coi như quên ha. Nhưng mà... Mà sao? Chuyện em không nghĩ gì hết thì là có thật. Còn chuyện em thích chị thì... Rồi, em thích chị như chị của em. Cho nên em mới như vậy đúng không? Không phải. Em thích chị thêm một tình cảm đặc biệt. Lại nói linh tinh nữa đó. Thôi em về đi. Chị đến giờ đi rước mẹ chị rồi. Những gì em nói nãy giờ là nghiêm túc. Từ nay em sẽ quyết tâm theo đuổi chị. Còn giờ em về đây. Ghim đi đâu qua đây vậy? Tìm Hoài An đúng không? Không. Ghim đi tìm chị Chi. Nói chuyện với Ghi một chút được không? Sao vậy? Tự nhiên lại nghiêm trọng quá vậy. Có gì An nói đi, Ghi nghe. Có phải là Ghi và chị Chi đang quen nhau đúng không? Hiện tại thì không, nhưng tương lai thì chắc có thể. Ghi nói vậy là sao? Hoài An không hiểu. Là Ghi đang theo đuổi chị Chi á. Nói cái này, Ghim đừng buồn. Hoài An chỉ muốn tốt cho Ghim thôi. Trước giờ, Ghim thích ai, Hoài An cũng đều ủng hộ. Nhưng mà lần này, Hoài An thấy không ổn. Tại sao lại không ổn? Thứ nhất là về vấn đề tuổi tác. Chị Chi lớn hơn Ghim rất nhiều. Còn nữa, An không nói thì chắc Ghim cũng biết. Chị ấy là cái thẳng mà. Liệu... chị ấy có thích Ghim không? Ngoài ra, mối quan hệ của chị Chi và thầy Bảo không mấy rõ ràng. Chị ấy lại là một người rất là bạo lực nữa. Nếu như mà hai người quen nhau thật, Ghim làm trái ý chị ta sẽ đánh Ghim thì sao? Thứ nhất, để yêu nhau á thì không quan trọng tuổi tác. Thứ hai, tình yêu á
thì không phân biệt giới tính. Chuyện của chị Chi với thầy Bảo á là chuyện cá nhân của hai người họ, em đừng có quá xen vào. Còn nữa, về tính tình á, Gin nghĩ là em nên xem lại tính tình của mình và đừng bao giờ đánh giá người khác bằng lời nói qua con mắt nhìn của bản thân mình. An không xét người khác qua mắt nhìn của mình, nhưng rõ ràng Gin thấy chuyện ở trường mà. An, Gin không nói không có nghĩa là Gin không biết tính của An. Vì nể tin bạn bè nên Gin mới giữ thể diện cho An đến bây giờ đó. Nhưng nếu An còn cứ như thế này nữa thì đến nói chuyện với nhau còn khó, chứ đừng nói đến chuyện làm bạn. An chỉ muốn tốt cho Gin thôi, tại sao Gin lại nói những lời khó nghe như vậy với An chứ? Chị ta không xứng đáng với Gin chút nào cả. Chẳng lẽ Gin thích chị ta đến mức mù quáng rồi sao? Xứng hay không xứng á, không đến lượt An nói. Đừng quá xen vào chuyện riêng của Gin. Gin không thích bị quản lý đâu. An sẽ chứng minh cho Gin thấy mọi quyết định và lựa chọn của Gin là sai. Má vô là nhớ uống thuốc đầy đủ nha. Rồi ăn xong rồi mới được uống. Nghỉ ngơi đi nhiều vô, không có được buồn bã gì nữa hết á. Má biết rồi. Thôi con cứ ngồi để chơi với anh Chi đi, để má vô má nghỉ ngơi được. Thôi được rồi, ngồi đó đi, nên má đi. Má đi mình được mà. Cẩn thận nha. Tự nhiên ngồi đây. Kệ tôi, nhà tôi ngồi. Bà nè, làm gì bà đã có ba bốn vậy? Ngày mai á là ngày kỷ niệm tình bạn của tôi với bà đó. Ủa, có vụ kỷ niệm tình bạn nữa hả? Tại bà không nhớ, chứ năm nào tôi không nhớ ngày này đâu. Ha, đúng là giáo viên có khác ha, chứ nhớ dài ghê luôn á. Hay quá ha. Nhưng mà kỷ niệm tình bạn thì sao? Còn hỏi nữa, bà với tôi quen nhau cũng lâu lắm rồi, trước giờ có đi chơi chung với nhau một buổi đàng hoàng nào đâu. Thì nhân dịp kỷ niệm tròn 12 năm tình bạn của hai đứa mình, bà đi chơi với tôi một bữa nha. Đi chơi hả? Ừ. Ông biết tính tôi rồi, tôi có thích đi chơi đâu. Thì bây giờ đi với tôi, ngoại lời một lần không được hả? Mà nè, tôi biết là mấy chỗ có bán thức ăn mà hợp khẩu vị với bà lắm luôn á. Chắc chắn là bà sẽ thích. Đi nha. Nể tình ông lắm á, tôi mới đi đó. À, mà mai tôi có cuộc họp trên trường rồi. Chắc là bà phải đi tự đi học một mình á. Rồi tôi họp xong tôi sẽ rước bà đi chung luôn. Ừ, tôi sao cũng được. Vậy nha. Ừ. Nhớ là không được hủy kèo đó. Biết rồi. Chịu. Tôi về nha. Ừ. Nhớ đó. Chi, đôi cặp em đang cho. Thôi, để chị tự mang được mà. Thôi, đưa em mang cho. Chiều nay chị đi ăn với em nha. Không đi. Đi đi mà. Năn nỉ, đi đi mà. Em bao. Em nhìn mặt chị coi, chị có cần em bao không? Thì không cần, nhưng mà đi đi, năn nỉ á. Làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa. Chị mà không đi, em ăn vạ luôn cho chị xem. Chị đi, buông ra trước đi. Nhưng mà chiều nay chị có hẹn với thầy Bảo. Chị đi khi nào chị về á? Chị còn không biết nữa. Thôi, để mai đi nha. Ok. Vậy chị hướng ngày mai đó nha. Ê mày, từ lúc nào mà trở nên mất hình tượng đến vậy mày? Lần đầu tiên tao thấy nó vậy luôn á.
còn đâu vẻ khôn ngầu của ngày xưa nữa. Thôi đi mẹ ơi, mấy cái đứa mà nó dính vô tình yêu rồi á, liêm sỉ gì tầm này nữa. Thôi đi vô lớp đi. Đây. Tao thấy kỳ này hả, mày khó chơi rồi đó An. Thì sao? Mày còn bình tĩnh được nữa hả? Tao thấy thằng Kim nó mê bà lắm rồi đó. Mấy cái kế hoạch của mày hả, giờ không xài được gì luôn á. Mày đánh giá thấp tao quá rồi đó. Chứ bộ mày tính làm gì nữa hả? Tình yêu mà, càng dính vô lâu chừng nào thì dứt ra càng lâu chừng đó. Đi. Ê, chị Chi xuống kìa mày. Xuống gì mày? Trời, mày không biết gì hả? Hôm nay là cái ngày kỷ niệm 12 năm gì gì của thầy Bảo với chị Chi á. Nghe nói là thầy Bảo đang trang trí tiệc ở ngoài cái quán đầu gần chuồng chỗ mình á, đang chuẩn bị tỏ tình chị Chi á. Trời ơi, ghê vậy ta. Chúc mừng tình bạn 12 năm của chúng ta. Sến thiệt luôn á. Đây. Đó không phải là sến, đó là lãng mạn, biết chưa? Bà lúc nào cũng cục xúc như vậy, không bao giờ cảm nhận được. Tôi trước giờ luôn vậy, chỉ qua là không có cơ hội để thể hiện. Ừ, thì lãng mạn cũng coi như là ông có tâm đi. Trang trí các kiểu đồ. Ủa, mấy tấm hình này sao quen quá vậy? Hình như là lớp mình đúng không? Bà quên là trước đây đam mê của tôi là gì hả? À, nói mới nhớ nha. Hồi trước á, lúc nào đi học cũng ôm khư khư cái máy chụp hình vậy nè. Rồi nào là nói với tôi ước mơ được làm nhiếp ảnh gia, xong đùng một cái đi làm thầy giáo. Mà kể nghe coi, sao tự nhiên đổi nghề vậy? Là tại bà đó. Sao tự nhiên tại tôi? Cái này là sao? Tôi với bà gắn bó với nhau cũng được 12 năm rồi. Với danh nghĩa là tình bạn. Bây giờ tôi không muốn làm bạn với bà nữa. Thời gian đã quá lâu rồi. Tôi tin là ít nhiều bà cũng hiểu được tình cảm của tôi dành cho bà rồi chứ. Lúc trước tôi không có dám bộc lộ tình cảm của tôi cho bà. Tôi sợ là bà không thích tôi. Tôi sợ là tôi không thể nào mang hạnh phúc được cho bà. Nhưng mà ngày hôm nay tôi lấy hết can đảm của mình. Tôi muốn nói cho bà biết là tôi thích bà lâu lắm. Bà có thể cho tôi cơ hội để chăm sóc bà và mắt không? Cái đây gì sao? Bảo, trước giờ tôi coi ông như là gia đình của tôi vậy. Ngoài ra tôi cũng coi ông là người bạn thân thiết nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Chẳng lẽ bà không có một chút tình cảm nào với tôi sao chi? Tôi xin lỗi. Tôi về trước. Tôi xin lỗi Bảo.
Sao tự nhiên đứng đây vậy? Đợi chị hả? Không, em đợi An. Nhà An cũng ở trong khu này. Chị đợi An lâu không? Không lâu. Mình vào trường nha. Em đi cho chị. À, mọi người ơi, nhà trường có lịch đi cắm trại rồi. Tôi thông báo với lớp, nhưng mà chỉ có vài người đi với nhóm mình thôi à. Trời, tụi nó không đi hả? Tụi mình đi. Đúng rồi đó. Ừ, càng ít người càng tốt, sao đâu. Ơ, à, chị Chi kìa. Chị ơi, lấy em đi lá chanh đi. Chị Chi ơi, thầy bảo kêu em liệt kê chị vào danh sách đi cắm trại á. Chị cũng phải đi nữa hả? Dạ, thầy bảo kêu em làm á. Ừ, được rồi. Dạ. Dễ sang hay chưa? Xin em. Nghe nói ngoài em ghé ăn đồ ở căng tin đúng không? Hay là tụi mình ra công trường ăn vặt đi. Sao? Tự nhiên chị lại hỏi như vậy? Chị thấy là em đang cố tình tránh mặt chị đó. Em bơ chị. Tại sao em phải tránh mặt chị? Hôm nay chị lại ghê á. Thôi, em đói quá. Em xuống căng tin đây. Nói chuyện với chị sau. Nè, hôm nay mà em không nói chuyện rõ ràng á, chị không cho em đi đâu nha. Tự nhiên chị lại ghê á. Kiếm chuyện với em vậy? Chị không có kiếm chuyện với em. Nhưng mà cái thái độ từ sáng giờ của em làm chị không thoải mái. Thái độ của em cũng đâu có ảnh hưởng đến chị đâu. Mà chị bảo là không thoải mái. Thấy hình như là em đang dở mặt cái gì đó. Chị làm cái gì vậy? Chị đừng có mà giang hồ nha. Em không có sợ chị đâu. Chị hỏi em một lần nữa, tại sao lại tránh mặt chị? Mình thương nhau, vậy mà hai đứa im lặng, rồi thêm bao nhiêu đau thương. Anh muốn ngày nào mình cùng. Đây là chị cảnh cáo em, lần sau mà em còn như vậy nữa thì đừng có trách chị. Ra về gặp ở chỗ cũ. Mỗi khi đêm về, tình yêu ai muốn giống như ngày này, là ngày nước mắt chia ly. Bên anh là những khói thuốc, ly rượu của người cô đơn. Đàn ông này... Chị hẹn em ra đây làm gì? Có chuyện gì thắc mắc thì hỏi đi. Chị đang nghe nè. Em có thắc mắc gì đâu. Chị với thầy Bảo đang quen nhau mà sáng nay chị làm vậy với em. Không sợ thầy Bảo ghen hả? Em nghe ở đâu chuyện chị với thầy Bảo quen nhau vậy? Em làm gì có nghe. Em tận mắt thấy chứ bộ. Em theo dõi chị hả? Không có. Chỉ là em vô tình đi ngang qua rồi thấy thôi. Em tưởng một câu nói vô tình của em thì chị tin em hả? Chị tin hay không là chuyện của chị. Thì vô tình hay cố ý thì chị với thầy Bảo cũng quen nhau rồi, có liên quan gì đâu. Vậy nếu chị nói chị và thầy Bảo không quen nhau thì có tin không? Thì giờ chị với thầy Bảo có quen nhau hay không á thì cũng đâu có liên quan đến em đâu mà tin hay không. Có thật là không liên quan không? Chị lại làm gì vậy? Chị đừng có mà giang hồ nha. Em cũng mong manh dễ dở lắm chứ bộ. Em mong manh dễ dở hả?
mong manh. Và sáng nay em còn làm mặt ngầu với chị đó. Thì hồi sáng khác, bây giờ khác. Dù sao chị cũng là người cướp nụ hôn đầu của em rồi đó. Chị phải chịu trách nhiệm với em đi. Mất gì chị phải chịu trách nhiệm với em. Ai biểu em chọc giận chị chi? Ủa, không lẽ ai chọc chị giận cũng như thế à? Nếu mà là người khác á thì chị đã đấm cho rồi đó. Với lại đó cũng là nụ hôn đầu của chị chứ bộ. Vậy nếu chị không chịu trách nhiệm với em thì để em chịu trách nhiệm với chị nha. Có đang nghiêm túc với câu mình nói không vậy? Em thật sự nghiêm túc. Tại đây vẫn câu nói cũ. Chị hãy để em là một phần thanh xuân của chị nha. Vậy chị hứa đi. Hứa gì? Có phải con nít đâu. Có con nít nào là biết thích chị không? Chị hứa đi. Có lẽ ngày này em sẽ hạnh phúc. Ta trở về như lúc đầu. Mưa ghê á, tự nhiên mưa to ghê. Thôi, vào trong rồi tính tiếp. Dạ thôi, để em chạy xe về luôn. Về cái gì mà về, hồi nãy trời mưa, không có đường mà chạy nữa. Đi vô nhà đi, khi nào hết mưa rồi về. Hên cho em á là chị còn được bộ này đó. Mà chị thấy kiểu này chắc mưa tới sáng đúng không? Thôi tối nay em cứ ngủ lại đi. Dù gì mai cũng chủ nhật. Mai mình dậy rồi đi cắm trại luôn. Ngủ lại đây luôn á hả chị? Chứ em muốn ngủ ở đâu? Không, ý em là ngủ chung luôn á hả? Sao vậy? Nếu mà em ngại á thì chị qua ngủ với mẹ, chị để phòng cho em ngủ. Không, em đâu có ngại đâu. Ngủ chung cũng được. Ê, đang suy nghĩ trong đầu vậy? Em có suy nghĩ gì đâu. Con về đó hả chị? Dạ má. Cháu cho bác. Ủa, đây là... Đây là cái em hôm trước mà chở con đi chơi á má. Hồi nãy em chở con về nhưng mà mưa to quá nên thôi con kêu em ngủ lại. Vậy hai đứa ngủ chung hả? Sao vậy má? Con gái với nhau mà đâu có gì đâu. Thôi má về phòng ngủ nha. Hình như mẹ chị không thích em. Không có đâu, tại mẹ chị cổ hủ. Thấy em vậy nên tò mò thôi. Với lại từ trước tới giờ chị cũng không có dẫn bạn về nhà. Ủa, vậy trước giờ chị không dắt bạn trai về ra mắt mẹ hả? Không. Là chị không có bạn trai hay là chị có mà chị không dắt về ra mắt? Chị thấy em hỏi nhiều quá. Sao tự nhiên mặt chị đỏ quá vậy? Đừng nói, em là người yêu đầu của chị nha. Tào lao. Làm gì? Chị là người yêu hồi nào mà người đầu với người cuối? Chị đừng có như vậy nha. Hồi chiều vừa hứa với em xong mà giờ lại vậy. Chị không nói chuyện với em nữa. Chị ngủ đi. Chị...
sao tự nhiên em ôm chị vậy? Ủa? Tối quá chị ôm em mà chị nói gì vậy? Chị có bỏ cái gói ở giữa mà. Chị hay ghê á. Tự nhiên tối hôm qua chị quăng cái gói ra, xong chị nhào vô chị ôm em. Em buồn ngủ quá là em để chị ôm luôn đó. Em không nói chị thì thôi, chị còn nói em nữa. Chị không có nói chuyện với em nữa. Dậy đi, về đi. Chi? Sao qua đây sớm vậy? Không ở bên bển với tụi nhỏ đi. Thì tiện đường đi qua đây rồi sẵn rước bà đi chung luôn. Mà nãy là Gin đúng không? Ừ, là Gin. Ủa, Gin mới sáng sớm qua nhà bà chi vậy? Đâu có. Hôm qua trời mưa to quá nên là Gin ngủ lại nhà tôi. Bây giờ về để soạn đồ đi đám chạy nè. Dạ, con chào má. Bà tới rồi hả con? Dạ. Thôi, hai người nói chuyện đi, con vô thay đồ cái nha má. Tới thì sao không vô nhà đứng ngoài này chi vậy? Tại sẵn tới thấy Ngọc Chi luôn nè. Bữa nay con với Chi đi chơi hả? Dạ, hôm nay con có tổ chức một buổi cắm trại cho lớp của mình, nên sẵn con qua đón Ngọc Chi đi luôn. Chứ không phải con với Chi đi chơi hả? Rồi đi mà chung lớp vậy thì có con bé mà tóc trắng trắng không con? Ý má nói là Gin đó hả? Dạ, Gin học trò con mà tổ chức cho lớp đi chung thì chắc chắn phải có Gin chứ. Bà má sao vậy? Không sao hết trơn á. Nhưng mà đi chơi thì con nhớ chăm sóc tốt cho con bé Chi nha. Có con mà má lo gì nữa. Thôi, vào trong đợi chị thay đồ đi má. Tự nhiên vì một người không quan trọng mà cả đám phải đợi. Nắng gần chết. Đâu phải có mình chị Chi đâu, còn thầy Bảo nữa mà. Mọi người vui vẻ đi. Tới rồi kìa. Chào các em. Chào thầy. Thôi bây giờ chúng ta lên xe thôi ha. Trên xe buồn quá à, để sẽ phục vụ văn nghệ cho mọi người nha. Thôi đi, ông hát dở mà hát hoài à. Con này vô duyên, hát hay đâu bằng hay hát đâu. Xuân mừng xuân thăm tường. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy?
Thôi, hát này dở rồi, để tao. Đúng rồi, chơi với Thành bao lâu? Chưa nghe Thành hát, hát đi Thành. Ok ok, yeah. Tăng ngát tinh cái tên. Lúc mấy bài lúc mấy nói lên tay mà mình có khác gì đâu trời. Tôi còn hát dở hơn nữa. Tụi mày đúng là không biết thưởng thức âm nhạc. Tao đi ngủ. Công chị cười tươi ghê á. Ừ. Bình thường chị cũng cười mà. Ừ. Không. Bình thường mặt chị cứ hậm hực ấy. Cười như vậy dễ thương nè. Thôi đi, có dẻo miệng. Chủ của em đi, quay mát này. Thích ăn cái này hơn mà. Không, cái này mới ngon là chị ăn thử đi. Hai người làm gì vậy? Không ăn. Tới chị ơi, xuống xe thôi. Ừ. Tới rồi hả? Ba em êm quá, chị ngủ được. Nên ngủ không biết gì luôn ha. Đầu em á. Các em tập trung đông đủ hết rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới kia để cắm trại, sắp xếp, chuẩn bị cho buổi tiệc ngày hôm nay. Yeah.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn vị trí này để cắm trại vào ngày hôm nay ha. Bây giờ các bạn nữ sẽ trải bạt dọn dẹp ở vị trí này. Các bạn nam chúng ta sẽ chịu trách nhiệm là dựng lều. Gin, đi với thầy kiếm một ít củi. Dạ. Tôi sinh ra đã số khổ, cuộc đời đã phải xin ngầu nên đâu thể mà cố độ. Vì nghèo khó tiền không đủ lo nên học thức cũng không được cao. Phải bỏ học từ nhỏ, cánh cửa trường đời tôi bước vào, mọi thứ trở nên khá là tồi tệ. Mỗi ngày là một bi kịch tương lai dần tối trên lối về. Có người chà đạp, có người khinh rẻ, có người coi thường tuổi thơ chẳng như bao đứa trẻ. Nhưng gia đình vẫn còn đó là động lực tôi bước qua. Dù có bao sóng gió nhiều vào cản phía trước ta, mà thân là con gái có chân yếu và tay mềm, trở nên gai góc với bao thử thách không êm đềm. Có nhiều mơ ước biến thành nhật ký. Thầy có chuyện muốn nói với em. Thầy kêu em đi với thầy thì em cũng biết chuyện mà thầy muốn nói rồi. Không phải là chuyện giữa thầy và trò chúng ta. Hôm nay chuyện đã bỏ qua một bên đi. Thầy muốn nói chuyện nghiêm túc về Ngọc Chi. Em thích Ngọc Chi đúng không? Dạ đúng. Và em biết thầy cũng như thế. Thầy muốn hai chúng ta theo đuổi Ngọc Chi một cách nghiêm túc và công bằng. Nếu mà Ngọc Chi có chọn ai đi chăng nữa thì người còn lại phải vui vẻ và chúc phúc. Em đồng ý. Em cũng muốn như thế. Em cũng không muốn dùng chiêu trò để có được chị Chi. Và chắc chắn em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho chị Chi. Thầy sẽ không bao giờ để em làm được điều đó. Vì mang lại hạnh phúc cho Ngọc Chi là trách nhiệm của thầy. Vậy thì chúng ta phải dùng hết sức để cạnh tranh công bằng rồi. Cạnh tranh một cách công bằng. Lại trở về với tuổi thơ khi đã qua nhiều biến cố. Nhớ hồi nhỏ mẹ nói con không đi học là không có tiền đồ. Thế là lại đến trường như những đám nhóc. Khuôn mặt thì lầm lì, bật đứa nào mà dám sốc. Đừng có chọc tới chị, coi chừng ăn đòn no. Cả mấy đứa chưa trải sự đời, bám ba mẹ vẫn còn lo. Lạnh lùng và ít nói nhưng không làm điều gì sai. Luôn giúp đỡ người gặp hoạn nạn nên được xưng là chị Đại. Có thằng nhóc nó thầm thương, dù thấy hung dữ nhưng vẫn muốn đâm đầu vào tường. À thì ra em biết làm hết trơn. Mấy chuyện này chị nhóc. Em xin lỗi chị nha, em không có ý. Chị sao không? Không sao. Chị không rảnh đôi co với mấy đứa con nít ghen tị đâu. Chị nói gì? Sao? Chị lại đi trúng em hả? Ganh tị? Tôi mà thèm ganh tị với chị hả? Không có, gì xem căng thẳng quá vậy. Thầy bảo với ghen về kìa. Thôi, mình ăn đi. 5 phút chưa các bạn. Dạ xong, xong hết rồi nè thầy. Đi ngồi đi chị. 2, 3. Vô. Không say không về nha mọi người. Không say không về tới bến luôn. Thầy uống trước đi thầy. Thầy không biết uống bia đâu. Thôi kính trên nhường dưới, thầy uống trước rồi tụi em mới dám uống chứ. Thầy uống dở lắm. Uống một hơi nên là không biết đường về luôn á. Thôi lỡ khui ra rồi thầy uống đi. Đúng rồi đó thầy. Uống đi thầy. Uống đi thầy. Đi vui mà thầy. Bạn đang hát đi. Ok. À, mà Chi nè. Lâu rồi tôi cũng chưa nghe bài hát. Hôm nay sẵn có mọi người đây, hát cho mọi người nghe một bài nha. Ừ, thôi, tôi không hát đâu. Đúng rồi đó, chị hát đi. Vỗ tay cho một Chi hát, hát đi mọi chị. Người. Chẳng đổi dời. Ơi ơi ơi.
bình thường mà, hay gì đâu. Thôi, chán quá, bật nhạc lên chơi đi. Ờ, đúng rồi đó, bật nhạc đi. Để tao đưa mày vô lều, tao cũng vậy á. Quýnh tiếp. Đi thôi em. Vô. Chị Chi. Ủa hết lên này mà đi ngủ. Giờ Chị Chi chị ở đây. Điện thoại ở đó không? Chị không biết nữa. Đến rồi mọi người. Mọi người ơi. Sao quá. Chị đau quá. Có em ở đây rồi. Không sao nha. Rồi mọi người cũng sẽ tới thôi. Có lẽ chị, có em ở đây rồi.
sau nha. Mọi người ơi, yêu quýnh với mọi người ơi. Ghiên hả? Chắc ở trong lều chứ đâu. Ghiên ơi. Ủa? Thầy bảo. Thầy có thấy Ghiên đâu không? Ngọc Chi đâu? Ngọc Chi Chi đâu rồi ta? Thôi chết rồi, đi tìm thôi, để lên. Chi nằm im đó. Tôi đang ở đâu vậy? Sợ bệnh viện chứ đâu. Nằm im đi. Cột sống của bà đang bị tổn thương á, rồi bị sốt nữa, hôn mê mấy ngày nay rồi đó. Mà Ghiên có sao không? Ghiên đâu rồi? Ghiên không có sao, lo cho bà trước đi đã. Tôi nằm đây mấy ngày rồi hả? Vậy ông có nói cho má tôi biết không đó? Tôi hiểu tính bà quá mà. Có bao giờ để cho má Thục phải lo đâu. Tôi có gọi điện về cho má, nói là dắt bà đi chơi vài ngày rồi. Má không biết gì đâu. Mà Chi nè, tôi nghe Ghiên kể á, là bà nhận được tin nhắn của ai đó rồi bỏ đi ra ngoài, rồi ra nông nổi này. Có ai hại bà đúng không? Tôi không biết. Tôi phải làm sáng tỏ chuyện này mới được. Thôi đi, dù gì bây giờ tôi cũng không sao rồi. Chuyện đó từ từ tính. Mà mấy ngày nay ông ở đây chăm sóc cho tôi hả? Chứ bà nghĩ nha, ngoài tôi ra còn ai chăm sóc cho bà nữa. Tôi chọc bà thôi. Coi kìa, nhìn cái mặt bí xị luôn á. Có Ghiên nữa. Chứ Ghiên mấy nay cũng ở đây chăm sóc bà với tôi. Mới vừa đi ra ngoài đó. Tôi có hỏi gì đâu mà ông nói dữ vậy. Làm như tôi không biết tính bà vậy đó. Cái phòng bệnh viện đặc biệt này nè, cũng là Ghiên sắp xếp cho bà thôi. Mà Chi nè, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Dù cho bà có làm gì,
có quyết định như thế nào thì tôi cũng sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho bà mà. Tôi cảm ơn ông nha. Tôi giao chị Chi lại cho em đó nha. Chị tỉnh rồi hả? Làm em lo muốn chết luôn. Vậy của em có sao không? Dạ em không sao. Em lo cho chị thôi. Sao em không cho chị nằm phòng thường đi? Làm chi cho tốn kém vậy? Mùi bệnh viện đã khó chịu rồi, chị còn nằm phòng thường thì biết bao giờ mới khỏe được. Em cứ làm quá lên. Mà thật sự là không sao không? Em không sao thiệt. Chuyện của chị em báo công an rồi. Nhất định em phải làm rõ chuyện này. Thôi em. Ý chị là cũng không cần nhất thiết phải báo công an đâu. Chuyện này mình cũng tự giải quyết được mà. Sao mà tự giải quyết được hả chị? Tên đó rõ ràng là cố ý giết chị mà. Cái này là cố ý mưu sát đó. Cũng may là chị không sao. Em cũng nói là chị không sao rồi. Biết đâu đó là Sơn Tặc định cướp mình thì sao? Nếu là Sơn Tặc á thì càng phải báo công an. Cũng may là mình không sao. Nhưng nếu lỡ có người khác lên đó cắm trại rồi có chuyện gì thì sao? Nhưng chị nói là không sao mà. Chị Chi, chị có gì giấu em đúng không? Chị có giấu em cái gì đâu. Có. Thái độ của chị rất là lạ. Chị biết ai là người làm đúng không? Chị nói cho em nghe đi. Chị chỉ nghi ngờ thôi. Nhưng trước khi làm sáng tỏ, em đừng khai thêm gì với công an được không? Chị nói đây là tai nạn. Thôi được rồi, lần này em nghe chị. Nhưng nếu có chuyện gì thì nói cho em nha, không được giấu em đó. Chị biết rồi. Thôi, ăn cháo nha. Em có mua cháo cho chị nè. Em sợ chị tỉnh dậy đói không có gì ăn nên là em mới đi mua. Để em rút cho chị ăn ha. Hay là để chị tự ăn nha. Em rút cho chị ăn. Em làm như chị là con nít vậy. Được rồi, chị không phải là con nít. Chị là người lớn của em. Nhưng mà em thích chăm chị được không? Có lẽ ngày này em sẽ hạnh phúc. Ta trở về như lúc đầu. Chẳng còn thương nhau nữa rồi. Mình thương nhau, vậy mà hai đứa im lặng. Rồi thêm bao nhiêu đau thương. Chứ không á,
bà lo bà dạy dỗ con bà đi nghe, liệu liệu á dụ dỗ con tôi là tôi phá nhà bà đó. Cô nói dạy con gái là sao? Ha, đúng ra là phải nói con gái già, đã già rồi còn hư thân mất nết dụ dỗ con tôi đi đêm đi hôm đi qua đêm luôn. Bà nghe, bà dạy con bà lại nha, chứ không á là không yên với tôi đâu, nghe chưa? Má, sao tự nhiên má thục đánh Chi vậy? Má sao vậy má? Con làm gì sai hả má? Thì còn giả giờ nữa hả? Má sinh này ra là một đứa con gái đàng hoàng vậy đó. Bao nhiêu thằng đàn ông không quen mà đi quen với một đứa con gái nữa làm sao vậy Chi? Con... Má hỏi mày, thằng Bảo nè, nó có cái gì không tốt chứ? Đàn ông mà kia thiếu gì? Mày không thương mà mày lại lại lên một đứa con gái giống như mày vậy, tại má, sao vậy? Má thục bình tĩnh đi má. Có gì từ từ nói Chi sẽ hiểu mà má. Con cứ để cho má đánh đi. Má, con xin lỗi. Nhưng mà con thương em ấy mà má. Mày im lên. Tại sao mày có thể mà mở miệng mày nói cái câu vớm ghế như vậy chứ? Sao ta lại có một đứa con gái bệnh hoạn như mày vậy Chi? Mày muốn họ hàng cười chê mày mới chịu phải không? Ai cười chê cũng được hết. Không bao giờ không có gì để nói nữa. Thì đúng là đứa con gái không có chút liêm sỉ nào hết á. Mày có biết đó là má nó đã tới cái nhà này nè, nói là mày dụ dỗ đeo bám con gái người ta. Tao cấm mày, từ nay là mày không có được gặp nó nữa. Còn nếu mày gặp nó đó, tao chết cho mày vừa lòng. Giận con nữa rồi má. Thật ra con đâu có bệnh hoạn gì đâu. Từ lúc con nhận thức được, con biết mình thích con gái rồi. Nhưng mà con không có dám nói với má. Con sợ má không hiểu. Với lại con hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Chỉ có khác là giữa một người con trai và một người con gái thì con lại thương con gái hơn. Con ơi, con gái với con gái làm sao mà yêu nhau được chứ? Con gái mình phải có một thằng đàn ông con trai để mình dựa vào nó, nó chăm sóc cho mình. Thằng đàn ông mới là trụ cột gia đình đó con. Cái đó là do má nghĩ thôi. Chứ má thấy con không? Tuy là con gái nhưng mà bao nhiêu chuyện trong nhà này cũng một mình con gánh vác đó. Với lại xã hội bây giờ người ta bình đẳng lắm má. Người ta không có dị nghị đâu má. Chi, từ lúc má sinh con ra tới bây giờ con là một đứa con gái đàng hoàng mà.
Thà má đánh má chửi con, chứ má không có muốn ai nặng nhẹ gì con hết á. Con có biết á, người ta nói con là dụ dỗ đeo bám con gái người ta, má nghe má không có cam tâm chị ơi. Thôi được rồi, má không thích con quen, con không quen nữa. Con hứa với má, từ nay về sau con không gặp em ấy nữa là được. Má đừng giận con nha má. Con hứa với má nha. Em sao hai hôm nay chị không đi học? Em gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Nhà chị có tiếng Việt nên chị hơi bận. Sức khỏe chị sao rồi? Chị ổn. Giờ chị phải vào nhà làm ít đồ để qua quán á. Em về đi. Chị đang né em phải không? Đâu có đâu. Rõ ràng là chị đang tránh mặt em mà. Có chuyện gì vậy? Chị nói em nghe đi. Làm gì có chuyện gì? Sau này em nói chuyện lại vậy? Em nhớ chị lắm. Mấy nay cũng không gọi hay nhắn tin. Chị không nhớ em hả? Chị... tối nay là sinh nhật của em, chị đến tham dự nha. Chị sợ chị bận quá. Em muốn chị có mặt, tại vì hôm nay là ngày quan trọng với em. Thôi được rồi, em về trước đi, có gì chị báo. Chị hứa rồi đó nha. Để lát nữa về em nhắn tin địa chỉ cho chị nha. Má, má làm con hết hồn à. Bé tới đây để làm cái gì vậy? Em nó tới hỏi nhắc con đi học cho má. Chuyện đi học thì có thằng Bảo rồi, đâu cần phải tới nó đâu. Có gì đâu má, thôi mình vô nhà nha. Làm gì mà căng thẳng quá vậy? Đâu có gì đâu. Mà ông tới đây làm chi vậy? Thì đem thuốc cho má. Với lại qua thăm coi bà còn bị gì nữa không? Bà khỏe chưa? Cái lưng còn đau không vậy? Nhỏ tiếng thôi, má nghe sao? Khỏe rồi. Mà hôm nay là sinh nhật của Duyên á, bà biết không? Thì sao? Sinh nhật của Duyên nói tôi chi? Bộ không tính đi à? Không biết. Bà muốn đi đúng không? Muốn đi thì cứ đi đi. Dù sao làm đúng với trái tim của mình á thì nó vẫn tốt hơn mà. Đừng có dối lòng, rồi sau này hối hận không kịp. Giống như tôi lúc trước vậy đó. Vẫn nghĩ là bà vẫn luôn ở đó. Cứ đợi rồi cuối cùng cũng sẽ có được thôi. Nhưng mà rồi thì trắng tay một cách đau đớn, không thể nào quay đầu lại được. Tôi xin lỗi. Bà có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi tôi. Trong chuyện tình cảm thì nó vốn dĩ không công bằng như vậy. Mà thôi, tôi đã nói với má là tôi qua đây tôi rủ bà đi chơi rồi đó. Nhưng mà tôi... yên tâm, tôi biết bà mà. Má ơi. Ủa, bà tới rồi hả con? Dạ, con qua nãy giờ rồi má. Định qua rủ Ngọc Chi đi chơi, mà Ngọc Chi không chịu đi đó má. Đi đi con, đi chơi đi. Bảo đã tới đây rồi, hai đứa đi chơi đi. Đó, bà cho phép đi rồi đó.
Đi nha. Đi thôi. Đi chào má. Xíu nữa Vinh đang chờ thêm một người, còn ai nữa nãy giờ đợi lâu lắm rồi đó. Nó cũng la đó đi, đợi một xíu nữa đi. Bớt xem phim vô tình đi nha mày. Hồ bơi nhà mày cạn chứ có sâu đâu mà đặt nhảy xuống đồ. Bình thường thì sợ nước lắm, yêu vào là khác ngay. Tao quên, tụi mày nhiều chuyện quá, dịp đi. Chị Chi, cái này phải không? Chị dữ vậy? Em chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Khoảnh khắc gì chứ? Sến quá. Em có sến đâu. Em nói
một lời thật lòng đó. Tối nay tình yêu chị ngủ lại với em được không? Giống như ngày này. Không được, chị xin mẹ đi có tí xíu à, giờ trễ lắm rồi. Nhưng mà ngoài trời đang mưa đó, chị không có về được đâu. Thôi đừng có xạo, chị đi về đây. Đàn ông ai cũng nhớ, cũng thương người mình nhau rất nhiều. Ở lại với em được không? Hôm nay là ngày đẹp nhất. Chị ở lại đây cũng là ngày với em được không? Buồn nhất. Vì hôm nay em muốn được trọn vẹn. Vì em là nàng công chúa. Chị cần chị ở lại, chị muốn như em cũng làm hết đó. Em ơi, có thật là muốn gì cũng được không? Thật. Chị cần chị muốn là em làm mà. Cái này là em nói nha. Sao tự nhiên nhìn mặt chị gian quá vậy? Thì tại em nói chị ở lại muốn gì cũng được mà. Chị đừng có mà giang hồ nha. Em không có hiền đâu đó. Em không hiền. Vậy em tính làm gì chị? Cái này là chị chọc em đó nha. Chị chết chắc rồi. Nằm chút nữa đi chị. Thôi, chị phải về phụ mẹ nữa. Chút nữa thôi. Làm như con nít vậy á. Nè, chị thay đồ đi về. Để em đưa chị về. Thôi, để chị tự về. Giờ mà em đưa chị về gặp mẹ thì không có tiện lắm. Mẹ chị không thích em phải không? Không phải là mẹ chị không thích em, mà tại mẹ chị không chấp nhận chuyện chị quen con gái. Không sao, em sẽ chứng minh cho bác thấy dù em không phải là con trai nhưng em sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. Thôi đi, chị được cái miệng. Chị về đây. Thank you.
bộ chứ. Cả ngày hôm nay khách thấy đông quá, để nhiễm quá. Tôi sợ là bà chủ không nổi. Tôi biết là bà đang không ổn mà. Bà có muốn khóc thì khóc đi, đừng im lặng mãi như vậy. Tôi lo cho bà lắm đó. Tất cả là lỗi của tôi hết. Cái chết của má là do lỗi của tôi. Bà đừng có như vậy nữa được không? Lúc nào cũng kích động như vậy hết. Bà có như vậy hoài á, má Thục sẽ không an lòng đâu. Tôi là đứa bất hiếu. Ngay cả đến khi má chết, má cũng không muốn nhìn thấy mặt của tôi. Tôi còn sống trên đời để làm gì nữa? Đúng rồi, tôi phải chết. Tôi phải chết để chuộc lỗi cho má. Tôi phải chết. Má! Chị! Buông ra! Buông ra! Buông ra! Chị nói được không? Chị! Tôi phải chết để làm tội với má. Chị Chi. Dạ, em yêu Thành. Tới rồi. Chị Chi, sao nhà có chuyện mà chị không nói em biết? Nếu như thầy Bảo không gọi cho em thì em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Em đi về đi. Ngọc Chi, tôi thấy ông dạo này quyết định chuyện của tôi hơi nhiều rồi đó. Còn em đi về đi. Sao chị lại đuổi em? Em chỉ muốn phụ chị thôi mà. Ở đây không cần em giúp. Em đi về đi. Chị Chi, chị làm sao vậy? Em biết là bác mất, tâm trạng của chị không ổn định. Nhưng không nhất thiết chị phải giận dỗi vô cớ với em như vậy chứ. Dù gì em cũng là người yêu của chị mà. Ai nói tôi là người yêu của em? Tôi nói cho em biết, tôi đã già rồi. Em nghĩ tôi có thể thích một đứa con nít như em hả? Nhà của tôi không cần em giúp. Mời em về cho. Chị có đang kiểm soát được hành động và lời nói của mình không vậy? Buông với chị, tình cảm nó nhẹ nhàng như thế hả? Nói một câu dứt là dứt được hả? Đúng. Đối với tôi chuyện tình cảm rất là đơn giản. Mời em về cho. Chơi bao nhiêu đủ rồi. Chấm dứt. Chỉ là chấm dứt. Chị Bảo, tiễn khách giùm tôi. Tiễn khách. Chị, em về trước đi. Đợi Ngọc Chi bình tĩnh rồi qua nói chuyện sao. Nhưng mà có chuyện gì mà chị Chi lại như vậy hả thầy? Chính thầy còn không biết chuyện gì đang xảy ra mà. Chỉ biết là hai hôm trước khi má Thục mất thì nghe hàng xóm nói lại là có một nhóm người nào đó tới quậy phá mắng chửi. Má Thục đột quỵ ngay lúc đó. Mà ngay lúc đó thì Chi không có ở nhà nên má Thục mất. Nhưng cô biết là ai làm không thầy? Thầy cũng không biết. Có hỏi Ngọc Chi nhưng mà Ngọc Chi không trả lời. Lúc nào cũng tự trách mình là tại mình mà má mất. Nên thầy cũng không dám hỏi gì thêm.
Thôi, em về đi. Có thầy đây lo cho Ngọc Chi được rồi. Có chuyện gì thầy sẽ báo em sau. Dạ, em cảm ơn thầy. Vậy có gì thầy cứ báo em nha thầy. Tao công nhận là mày cao tay kìa đó An. Chuyện đó còn phải nói. Nhưng mà mẹ của chị Chi mất như vậy, có phải tụi mày làm điều ác rồi không? Mắc gì làm điều ác. Chuyện mẹ của bà chết á là do bị bệnh. Với lại mẹ của Gin, cái liên quan gì tới tụi này. Nhưng mà rõ ràng mày là người đằng sau giật dây công kích để cho mẹ của Gin. Bộ mày muốn người ta biết hết hay sao mà la lớn dữ vậy? Thôi. Giữ mồm giữ miệng đó. Gin mà biết, có mà chết cả lũ. Thôi tụi mình đi về, đừng có đứng ở đây lâu quá. Đi. Đi. Tao nói là tụi này nó có vấn đề mà. Lần trước tao vô tình cũng nghe tụi nó bàn tán một lần rồi. Nhưng mà tao giả lơ cho qua thôi. Con hay nói với Ginh. Trước mắt cứ xem tụi nó định làm gì trước đã. Quan trọng là phải đánh mặt Phương Ly. Thôi vào thắp cho mẹ chị Chim nén hương rồi mình tính tiếp. Gì mà mặt không vui vậy mày? Không có gì. Mẹ tụi mày đi đâu mới về vậy? À, thì tụi tao vừa đi làm chút việc lớn. Cậu thằng em mà làm việc lớn gì? Đi phá thì có. Đôi lúc tụi tao cũng được việc chứ mày. Chẳng hạn như là việc. Gì mà tụi mày có vẻ bí mật vậy? Đây làm gì giấu tao hả? Có đâu. Thì tụi tao mới quen nhà chị Chi về. Sợ mày chửi nên không nói. Tụi mày sang đó có. Ủa? Mày sang đó làm gì? Quen thân gì mà sang đó? Làm gì? Vừa nhắc tới chị Chi mà mặt mày căng thẳng mày. Cũng hơn 2 tuần rồi. Mày có gặp bà ở đâu? Cái mặt lo lắng thấy rõ bà đặt giả bộ. Gì chứ? Tụi mày chỉ nó tào lao thôi. Chị này ốm lắm đó. Mặt khóc khát hẳn ra. Thì sao? Chị ta là người bỏ tao đó. Tụi mày không bên tao thì thôi. Còn nói đỡ cho chị Chi làm gì? Bộ mày không thấy gì khác thường trong chuyện này à? Tao thì không nghĩ chị Chi là người như vậy đâu. Chứ mày nói xem, chị Chi là người như thế nào? Nếu thật sự yêu tao á thì dù có chuyện gì xảy ra cũng để tao bên cạnh chứ. Còn đây khác gì xem tao là trò đùa của chị ta không? Ủa nhưng mà làm gì hậu quả quá vậy? Làm gì hẹn đến giờ mới ra? Anh Thành Thành đến rồi. Anh tại vì Hoài An đợi đang mới Ly qua đón chứ bộ. Hồi nãy đi được nửa đường rồi mà tại quên đồ nên phải vòng về nhà lại lấy á. Hoài An có cái này cô lên xem. Thấy chưa, tôi nói rồi, chị Chi với thầy bảo không có bình thường với nhau đâu. Nói là mối quan hệ bạn bè vậy thôi chứ lúc nào cũng kè kè với nhau hết trơn á. Mà em nói là Kim đã có tin, bây giờ có đầy đủ chứng cứ rồi đó. Sao tụi mày suốt ngày đi theo chị Chi vậy? Vậy cứ theo nào. Không theo sao biết chị Chi với thầy Bảo có bình thường? Ủa ngộ không, thì nhà chị Chi với lại nhà con Hà An gần nhau chứ bộ. Với lại thầy Bảo với chị Chi suốt ngày ngoài đường kè kè với lại quấn quýt bên nhau hoài à. Không lẽ tụi tôi không thấy hả? Thôi được rồi. Từ này về sau á, chuyện của chị Chi đừng có kể cho Kim nghe nữa. Mọi người chơi đi. Dạ.
Bà sao vậy? Mình đứng yên một chút đi. Bà sao vậy? Bà làm gì bà? Cảm thấy đau lòng hả? Tôi không sao. Con đi về đi. Em tới đây làm gì? Em muốn chị cho em một câu trả lời thích đáng. Chị chẳng có câu trả lời nào cho em hết á. Rõ ràng chị đang giấu em chuyện gì mà. Chị không có giấu em gì hết á. Vậy khoảng thời gian qua với chị đều là giả dối hay sao? Cũng có thể nói là như vậy đó. Em không tin. Em không tin đó là chuyện của em. Được thôi, em muốn nghe thì để chị nói. Đúng, thời gian bên em chị thấy là vui vẻ, nhưng đó chỉ là cảm giác mới lạ. Nó khiến chị cảm thấy thích thú vì chị chưa trải qua bao giờ. Còn bây giờ thì hết rồi. Với lại chị thấy quen một người con trai vẫn là tốt hơn. Người ta có thể lo lắng và chăm sóc cho chị bằng chính sức lực của người ta, chứ không phải dựa vô gia đình. Còn nữa, chị cũng không phải nghe những lời gièm pha dị nghị của xã hội. Đúng là rất là vui, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Chị Chi, tại sao chị mới một thời gian ngắn thôi mà chị lại thay đổi nhiều đến thế? Là em không hiểu chị, hay vốn dĩ chị là người như vậy mà em không nhìn ra? Em nói đúng rồi đó. Chị trách là do em quá ngây thơ thôi. Chứ em nghĩ từng tuổi như chị mà lại đi dại dột quen một đứa con nít như em hả? Ừ. Coi như là quả báo của em. Trách em ngu mới tin vào loại người hai mặt như chị. Được rồi, từ nay về sau coi như em với chị không liên quan gì đến nhau nữa hết. Chi, Ngọc Chi, bà bị sao vậy Chi? Chi, em nói đúng rồi đó. Chị trách là do em quá ngây thơ thôi. Chứ em nghĩ từng tuổi như chị mà lại đi dại dột quen một đứa con nít như em hả? Với lại chị thấy quen một người con trai vẫn là tốt hơn. Người ta có thể lo lắng và chăm sóc cho chị bằng chính sức lực của người ta, chứ không phải dựa vô gia đình. Chị trách là do em quá ngây thơ thôi. Chứ em nghĩ từng tuổi như chị mà lại đi dại dột quen một đứa con nít như em hả? Yên đừng có buồn nữa, dù cả thế giới này có lừa dối Yên thì lúc nào Hoài An cũng ở đây, ngay bên cạnh Yên. Bên anh là những khói thuốc, ly rượu của người cô đơn. Đàn ông ai cũng nhớ, cũng thương người mình yêu rất nhiều. Hôm nay là ngày đẹp nhất, cũng là ngày anh buồn nhất. Khi
em là làng cũng. Vậy là kế hoạch Thành coi như là thành công rồi đó. Kỳ này sẽ không còn cái gì cản trở nữa. Cũng không hẳn. Bây giờ bà Chi vẫn là mối đe dọa đối với tao. Một ngày nào đó Duyên vẫn có thể quay lại tìm bả. Vậy mày tính làm gì bả nữa hả? Còn chứ. Ta sẽ làm cho chị ta không còn mặt mũi nào để có thể nhìn Gin nữa. À, tao thấy lo lắm. Gin giờ cũng nói là của mày rồi. Mày đừng làm gì hại người nữa. Dừng lại được rồi, để tránh những người khác vô tội. Mày im đi. Mày có biết tao đã mất bao nhiêu công sức và thời gian để có được Gin không? Tất cả cũng tại chị ta. Nếu bà ta không xuất hiện thì Gin đã là của tao từ rất lâu rồi. Đây là cái giá mà bà ta phải trả. Nhưng mà như vậy sẽ... Thôi mày im đi cái con nhát gan này. Mày chỉ việc ngồi xem thôi. Có làm này làm nọ đâu mà sợ. Dẹp qua một bên đi, để tụi tao bàn tiếp. Vậy kế hoạch tiếp theo sẽ như thế nào? Đúng là kế sách hay nhất nách. Tao mà. Con muốn yên tĩnh. Đừng làm phiền con. Là tụi tao. Tụi mày về đi. Tao ngủ rồi. Mày mở cửa đi. Mày sẽ không hối hận đâu. Tụi tao có chuyện muốn cho mày biết nè. Tụi mày phiền ghê á. Muốn yên tĩnh cũng không được nữa. Đẩy cửa vào đi. Cửa không khóa. Gin, tao nghĩ là mày nên biết mọi chuyện. Chuyện gì? Nói đi Ly. Nói cho Gin nghe mọi chuyện. Lúc nãy Ly nói với tụi này. Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không muốn ai muốn sao về chuyện này. Tất cả những gì An làm tôi biết là sai trái. Nhưng mà cũng chỉ vì An quá yêu Gin thôi. Cho nên An càng ngày càng nhẫn tâm hơn. Tụi tao còn điều tra được chuyện Giao Lam, chuyện đi cắm trại là do Hà An đứng sau hết. Còn nữa, mấy tấm hình hôm bữa An cho mày xem ở quán cà phê á, chỉ là chị Chi bị ngất nên thầy Bảo đưa vào nhà thôi. Và cái chết của mẹ chị Chi cũng từ mẹ mày ra. Nhưng mà người đứng đằng sau á vẫn là Hoài An. Và còn một chuyện nữa. Vẫn còn hả? Hoài An nói là sẽ cho người hại chị Ngọc Chi, nhưng mà không nói là hại cái gì và lúc nào. Sao bây giờ mới nói? Con nhỏ này, chuyện quan trọng như vậy, sao không nói sớm? Lúc nãy tôi chưa kịp nói, hai ông đã lôi tôi qua đây mà. Sợ con nhỏ này thiệt á, theo kia thử coi sao. Nhanh đi. Chị Chi trên xe. Giờ phải làm sao? Ly, bà có nghe được anh bảo bắt chị Chi đi đâu không? Bình tĩnh mày, cháu đó mày. À, Ly nhớ rồi. Ở đâu? Hoài An nói là đặt camera gì đó nha hô. Gần sườn núi để ghi lại cái gì đó. Sườn núi đi. Ok, chạy nhanh đi đi. Không ngờ chị cũng có ngày hôm nay. Tôi chỉ đang cho chị hưởng thụ cuộc sống thôi mà. À, còn mấy anh, tiền tụi em cũng chuyển khoản rồi. Cho nên là tất cả bà chị của em cho chung đáo nha. Mua HD cho em, nhớ đó. Cô cứ yên tâm. Đây mày. Thank you.
Tụi bay tính làm gì? Tụi bay tính làm gì tao? Chị Chi!
cũng là ngày anh buồn nhất. Khi em là làng công chúa, để anh một mình nơi đây, chẳng ai biết được tôi là người đàn ông cô đơn. Bên anh là những khói thuốc, ly rượu của người cô đơn. Đàn ông ai cũng nhớ, cũng thương người mình yêu rất nhiều. Hôm nay là ngày đẹp nhất, cũng là ngày anh buồn nhất. Khi em là làng công chúa, để anh một mình lại đây. Em ơi hạt mưa rơi xuống, Action. Rồi action, nhí đi. Tôi sinh ra đã số khổ, cuộc đời đã phải xin màu nên đâu thể mà cố độ. Vì nghèo khó tiền không đủ lo nên học thức cũng không được cao. Phải bỏ học từ nhỏ, cánh cửa trường đời tôi bước vào, mọi thứ trở nên khá là tồi tệ. Mỗi ngày là một bi kịch tương lai dần tối trên lối về. Có người chà đạp, có người khinh rẻ, có người coi thường tuổi thơ chẳng như bao đứa trẻ. Nhưng gia đình vẫn còn, đó là động lực tôi bước qua. Dù có bao sóng gió nhiều vào cảnh phía trước ta, mà thân là con gái có chân yếu và tay mềm, trở nên gay góc với bao thử thách không êm đềm. Có nhiều mơ ước với thành nhật đi ở trong tay. Con đường dội đã phải bước ý chí không lung lay. Khi đã khá hơn ý nguyện của mẹ vẫn chưa thành, là muốn con cắp sách đi học để đem tấm bằng về ghi danh. Má chạy chạy đi, Jin nhảy, chạy Jin, chạy xì xuống đi, 2, 3 nín thở, xuống, Jin nhảy, Jin xuống tới cổ đi, Jin xuống tới cổ đi, rồi Jin lên, Jin lên, Jin lên. Nhiều biến cố như hồi nhỏ mẹ nói con không đi học là không có tiền bo, thế là lại đến trường như những đám nhóc. Không mà thì lầm lì bậc đứa nào mà dám sống. Lại là mình nói ba má trời gì đần no, cả mấy đứa chưa trải sự đời bám ba mẹ vẫn còn lo. Lạnh lùng và ít nói nhưng không làm điều gì sai, luôn giúp đỡ người gặp hoàn cảnh nên được xem chị đẹp. Chị sẽ có một bạn nghề cho mọi người nha. Thôi thôi không ăn dở mà ăn hoài. Ủa mà vô gì em phát hay không bằng hay hát sống rồi mới yêu chị đã có dễ rung động với đôi mắt thấp tình đi đó ai cũng đáng yêu nhưng tự nhiên không được hài lòng dù có thích để tao hát cho yêu. Đúng rồi tao chơi với Thành Long mà chưa nghe nó hát hát thử mày đây cũng đành động lòng thế là tình là tình cài tên lúc mới lúc ta lúc ta nói lên đây mình có hát gì đâu trời tao còn hát dở hơn nữa. Tụi mày đúng là không biết thưởng thức âm nhạc. Sao vậy chị? Má, sao tự nhiên má đắc ngọc chi vậy má? Má sao vậy má? Không làm gì sai không á? Còn dữ rồi nè. Đánh ai trời, đánh đi. Đánh. Không nha. Rồi, tụi chị lặng nha. Tụi chị im lặng nha. Má trời gì? Em đang có cảm xúc luôn anh. Quá cảm xúc luôn anh. Má phát em ghê.